Hôm nay sư sẽ giảng bài thứ 10 trong Trung Bộ Kinh. Đó là bài Kinh Niệm Xứ Satipatthana Sutta. Thì bài Kinh Niệm Xứ thì ngay cái tựa đề đã nói lên cái ý nghĩa của cái bài Kinh này. Đó là niệm có nghĩa là mình ghi nhớ, nhớ nghĩ. Và xứ là cái đối tượng. Hay là thường thông thường thì người ta hay dùng cái từ là trú xứ để chỉ cho cái chỗ ở của con người. Theo con người ai mình cũng phải có một cái trú xứ, giống như là cái nhà. Cái nhà thì được gọi là cái trú xứ. Tại sao mình cần phải làm nhà để ở? Để vì mình có cái nhà ở thì mình mới an toàn, mình mới bảo vệ được cái thân nó tránh khỏi những nguy hiểm. Những nguy hiểm về thời tiết, nắng mưa, hay là những cái nguy hiểm về thú dữ, những cái nguy hiểm về những cái ác thú ác tặc, về rất là nhiều. Thì, tức là có cái nhà ở vững chắc thì mình sẽ cảm thấy rất là an tâm, yên ổn, an toàn, tránh được mọi cái rủi ro nguy hiểm đến thân thể. Thế thì Đức Phật cũng dùng cái từ gọi là xứ ở đây là để chỉ cho một cái trú xứ. Nhưng mà trú xứ ở đây Đức Phật chỉ cho là mình có cái trú xứ của tâm. Tức là mình niệm, là mình ghi nhớ, hay là để cho mình cái tâm của mình nó an trú vào một cái đối tượng, hay là vào một cái lĩnh vực, vào một cái trú xứ nào mà nó có được cái sự an toàn, tránh những cái nguy hiểm mà cho tâm. Thì đấy, cho nên là cái bài kinh này được gọi là niệm xứ. Và cái bài kinh niệm xứ này là một cái bài kinh có lẽ là rất là nổi tiếng, rất là phổ thông, bởi vì nó liên quan trực tiếp đến pháp hành. Thì bất cứ một cái pháp thiền nào ở trong Phật giáo cũng đều nằm ở trong cái lĩnh vực của thiền tứ niệm xứ hết. Nếu mà một cái pháp thiền mà nói là không phải là thiền tứ niệm xứ thì không phải thiền của Đức Phật. Để tất cả các pháp thiền của Đức Phật phải là pháp thiền tứ niệm xứ. Thì đấy, và cái bài, cho nên là cái bài kinh này là một cái bài kinh mà là những cái hành giả, dù là pháp học hay pháp hành thì cũng đều nắm, cũng đều để tâm học hỏi, nghiên cứu và thực hành. Những cái lời văn thì đơn giản nhưng mà cái ý nghĩa thì rất là thâm sâu. Nếu mà y chỉ theo cái bài kinh này tu tập thì sẽ đi đến chứng đắc được những đạo quả giác ngộ, hay là chứng đắc được cái đạo quả niết bàn ngay trong hiện tại này. Thì đấy là cái tầm quan trọng của cái bài kinh niệm xứ. Cái nội dung bài kinh thì Đức Phật dạy như thế này: như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở xứ Kuru, Kiều Ma Sát Đàm, đô thị của xứ Kuru, rồi Thế Tôn gọi các tỳ kheo: này các tỳ kheo, các thầy tỳ kheo vâng đáp Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn thuyết giảng như sau: này các tỳ kheo, đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sinh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Đó là bốn niệm xứ. Thế nào là bốn? Này các tỳ kheo, ở đây tỳ kheo sống quán thân trên thân, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời, sống quán thọ trên các thọ, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời, sống quán tâm trên tâm, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời, sống quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Thế là cái phần mở đầu mà Đức Phật thuyết về bài kinh niệm xứ. Thì ngay ở cái phần mở đầu của cái bài kinh này có một cái câu nói của Đức Phật mà rất là nổi tiếng và rất là độc đáo, rất là đặc biệt và chỉ có trong bài kinh này mới có. Thì Đức Phật nói rằng đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho các chúng sinh. Chưa có cái bài kinh nào Đức Phật dùng một cái câu đây là con đường độc nhất. Nhưng mà ở trong cái bài kinh niệm xứ này thì Đức Phật dùng một cái câu có một cái ý nghĩa rất là đặc biệt. Đó là con đường độc nhất, đây là con đường độc nhất. Và nghe đến cái câu nói này, nhiều người sẽ liên tưởng ngay rằng là
chắc chỉ có cái con đường này mới là cái con đường duy nhất, nghe cái câu độc nhất thì giống như là nó có một cái gì đó độc đáo, hay là một cái con đường mà chỉ có một không hai thì mới gọi là con đường độc nhất. Độc nhất thì có nghĩa là vô nhị, nghĩa là sẽ không còn con đường thứ hai hay sao. Thì cái ý nghĩa của cái câu độc nhất này thì không phải là để chỉ cho là chỉ có một con đường duy nhất để đi đến Niết Bàn, mà ở đây là Đức Phật muốn nhấn mạnh nên cái sự độc đáo của cái pháp môn niệm xứ này. Thì cái chữ độc nhất sẽ có cái ý nghĩa này, đây là một cái con đường chỉ có một cái mục đích duy nhất, đó là chứng đắc Niết Bàn, chấm dứt khổ đau, đoạn trừ phiền não. Chỉ có một mục đích đấy. Vì Đức Phật có thể thuyết nhiều cái pháp, nhiều cái con đường. Ví dụ như là có những chúng sinh là những người còn muốn hưởng thụ những cái dục lạc ở trong thế gian, người đó chỉ muốn tạo phước để hưởng những cái phước này ở cõi nhân thiên thôi, thì Đức Phật phải chỉ cái con đường để cho người ta tạo phước và để sinh thiên giới. Ví dụ như các hàng Phật tử tại gia thì đa số là vẫn chưa sẵn sàng từ bỏ cái đời sống thế gian, cho nên là vẫn còn muốn hưởng cái phước lành ở cõi nhân thiên chẳng hạn. Thì Đức Phật sẽ phải chỉ dạy những cái con đường để sinh thiên, đó là bố thí, giữ giới, nghe pháp cung kính, phục vụ, hành thiền, hồi hướng, làm các cái phước thiện hữu lậu của ở thế gian. Thì đó cũng là con đường sinh về thiên giới, hoặc là trở lại cái cõi nhân gian này hưởng cái phước lành, tránh những cái khổ đau. Hay là cũng có một số người thì có cái sự ưa thích cái đời sống ở cái cõi phạm thiên, muốn sinh về những cái cõi sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Thì Đức Phật sẽ chỉ dạy cái con đường đi về phạm thiên, đó là thực hành các pháp thiền định và chú tâm ở trong các cái pháp thiền đó. Mà cũng có những cái người thì muốn sinh về các cái cõi vô sắc giới, không có thân. Thì Đức Phật sẽ chỉ dạy con đường về vô sắc giới là thiền, các tầng thiền vô sắc. Nhưng mà trong cái bài kinh này thì Đức Phật đặc biệt chú trọng đến đó là một chỉ ra một cái con đường, chỉ ra một cái pháp môn, một cái bài kinh mà chỉ có nói đến cái sự chấm dứt khổ đau. Tức là cái bài kinh này hay là cái pháp môn này, Đức Phật chỉ chú trọng đến một cái mục đích duy nhất, đó là đi đến Niết Bàn. Vậy cái bài kinh này là cái bài kinh sẽ phù hợp đối với những ai muốn đoạn trừ được các phiền não, chứng ngộ Niết Bàn ngay ở trong hiện tại này, thì sẽ y chỉ, sẽ học tập và sẽ thực hành theo cái bài kinh niệm xứ này để tu tập các cái pháp thiền niệm xứ. Thì đấy là cái ý nghĩa độc nhất, là như thế, là nó chỉ có một mục đích đi đến Niết Bàn, và chỉ có ở trong Phật giáo. Và cái pháp này nữa, đó là chỉ có ở trong Phật giáo mới có cái pháp tứ niệm xứ, chứ ngoài Phật giáo sẽ không có những cái pháp môn về niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Trước khi Đức Phật chưa ra đời, sẽ trên thế gian sẽ chưa có một bất cứ một vị đạo sư nào thuyết giảng cái bài pháp niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp nào. Thì cái bài pháp này có một cái ý nghĩa đặc biệt nữa, đó là chỉ có ở trong đạo Phật, chỉ khi có một vị Phật Chánh Đẳng Giác ra đời thì mới có những cái pháp môn về niệm xứ này. Niệm xứ này còn có một cái ý nghĩa nữa là chỉ có hướng thượng, tức là chỉ có đi lên chứ không bao giờ có cái sự đi xuống. Nên là cái người nào mà thực hành theo pháp niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp thì càng ngày cái người đấy càng trở nên cao thượng hơn, bởi vì vị đó sẽ thanh tịnh giới, thanh tịnh tâm, thanh tịnh kiến, thanh tịnh hoài nghi, đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh, đạo hành tri kiến thanh tịnh, và cho đến khi đạt được tri kiến thanh tịnh, đó là cái pháp môn niệm xứ sẽ đưa đến cái sự thanh tịnh, và sẽ đưa một cái người từ thấp kém trở thành cao thượng, chứ không có bao giờ lại trở lại thấp kém nếu mà thực hành theo pháp môn này. Và cái pháp môn này nó độc đáo nữa, đó là cái pháp môn chỉ có đi một mình. Tức là ý muốn nói là chỉ phù hợp với những người ưa thích đời sống độc cư. Sống độc cư tức là một cái người đấy ưa thích ở trong một cái ngôi nhà không tịch.
một cái chú xứ vắng vẻ, có nghĩa là cái người nào muốn thực hành được cái pháp môn này, cái pháp môn niệm xứ này, vị đấy phải chấp nhận là sống một mình. Tức là nếu như mà vị đấy mà còn sống hai người thì sẽ không có không có thực hành được. Ví dụ như vị đấy phải sống một mình, tức là phải không có cái sự vướng bận đối với những người xung quanh, ví dụ những người ưa thích hội chúng, ưa thích công việc, ưa thích ngủ nghỉ, ưa thích nói chuyện, thì tất cả những cái đấy nó làm chướng ngại và sẽ không thực hành được pháp môn này. Vậy thì cái người đấy phải là cái người không ưa thích hội chúng, không ưa thích nói chuyện, không ưa thích ngủ nghỉ, không có ưa thích năng xăng, rồi là vị ấy phải là một cái người có phòng hộ các căn, có tiết độ trong các cái tứ vật dụng, các cái tiết độ trong ăn uống, tiết độ trong ngủ nghỉ thì mới thực hành được cái pháp môn này. Vậy nên là cái pháp môn này nó cũng là một cái pháp môn, cái chữ độc nhất ở đây nó cũng phù hợp cho những cái người ưa thích cái đời sống độc cư an tịnh, tức là phải ở ít nhất là một mình một cái túp lều, một cái nhà tức là chứ không thể nào mà ở chung đụng với mọi người mà thực hành được. Đấy là cái độc đáo nữa, đó là cái độc nhất, có ý nghĩa như thế nữa. Và cái chữ độc nhất ở đây cũng có một cái chữ là nó mang cái tính rất là đặc biệt. Thì đây là một cái bài pháp rất là đặc biệt để chỉ về những cái pháp hành, chỉ về những cái pháp thiền, chỉ quán. Trong cái bài pháp này, Đức Phật cũng sẽ chỉ dạy cả những cái pháp về thiền chỉ và thiền quán. Và chỉ có chỉ dạy cái pháp để thực hành, pháp hành thiền. Vậy cho nên là tất cả những pháp hành thiền trong đạo Phật đều nằm ở trong cái phần niệm xứ hết. Niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Đấy là bốn cái pháp niệm xứ. Cho nên là Đức Phật nói là đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sinh. Tại sao đây là cái con đường này nó lại đưa đến thanh tịnh cho chúng sinh? Bởi vì chúng sinh không thanh tịnh, cho nên mới cần có một cái pháp làm cho thanh tịnh. Ý muốn nói rằng tất cả chúng sinh đều có cấu uế ở trong tâm, đều có những cái cấu uế, những phiền não, những ô nhiễm, tức là những dục tham, sân hận, những tà kiến, những cái tâm bất thiện, si mê. Đấy thì tất cả những cái tâm bất thiện đó đều được gọi là những cái cấu uế. Và cái con đường thực hành cái pháp thiền niệm xứ này sẽ dứt bỏ những cái cấu uế đó ở trong tâm, dứt bỏ những cái ô nhiễm, dứt bỏ những cái phiền não, đoạn trừ những cái tâm bất thiện làm cho cái tâm của cái người thực hành càng ngày càng trở nên thanh tịnh. Vì vậy nên là đây là con đường đưa đến thanh tịnh, con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sinh. Con đường ấy vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí và chứng ngộ niết bàn. Thì chúng sinh có ô nhiễm thì sẽ có sầu não, điều đó là chắc chắn, không thể nào tránh được. Như là bóng thì sẽ đi theo hình, như là cái xe thì nó sẽ đi theo cái con bò kéo xe, và sầu não sẽ đi theo ô nhiễm. Một người có dục tham sẽ sầu não vì dục tham. Một người có sân hận sẽ sầu não vì sân hận. Một người có tà kiến sẽ sầu não vì tà kiến. Một người có hoài nghi sẽ sầu não vì hoài nghi. Tất cả những cái phiền não đều đưa đến sầu não hết. Một cái người đấy có thể sầu não trong khi mà vị đó tạo những ác nghiệp, và có thể sầu não khi mà vị đó thọ cái quả báo của những ác nghiệp đó. Khi mà làm cái thân người này thì vì đó có cái lúc thì được hưởng cái phước, cái tưởng là hạnh phúc lắm, nhưng mà cũng có những cái lúc cái nghiệp bất thiện nó trổ quả, vì đó cũng đầy dẫy những đau khổ. Nhưng mà những cái chúng sinh sầu não hơn là những chúng sinh ở cõi địa ngục mà mình không nhìn thấy, thì thuần là sầu não. Những chúng sinh ở ngã quỷ súc sinh thì thuần là sầu não rồi. Những cái chúng sinh đấy muốn tu tập cũng không tu tập được, muốn hành cái pháp niệm xứ này không thể hành được. Chỉ có chúng sinh từ cõi người trở nên mới thực hành được pháp niệm xứ này. Có cõi người, cõi chư thiên, cõi phạm thiên mới thực hành được pháp niệm xứ này. Thì cái pháp niệm xứ đấy nó sẽ giúp cho một cái người đang sầu não có thể chấm dứt được sầu não ngay tức thì. Nếu như cái vị đó đủ cái ba la mật, đủ cái
nhân duyên hay là đủ cái công phu tu tập thì vị đó cũng có thể chấm dứt được sầu não. Như là trong thời Đức Phật có rất là nhiều người khổ đau bất hạnh, mới cái lúc mà gặp những cái thuận nợ, những cái thuận duyên, những cái thành công, những cái sự an vui trong cuộc sống thì lo hưởng dục lạc, lo hưởng dục, lo ham chơi, lo làm ăn để kiếm ra nhiều tiền hơn, để hưởng thụ nhiều hơn. Nhưng có thể là đến một lúc nào đó gặp những cái chuyện rủi ro, tai nạn, bất hạnh, khổ đau, lúc đấy có thể là sẽ khởi cái tâm tìm cầu một nơi nương tựa. Ví dụ như là vua trời Đế Thích là vị vua trời cõi thiên chủ, cõi trời đau nợ thứ ba, cõi trời tam thập tam thiên ấy. Thì vua trời Đế Thích thấy năm tướng suy hiện ra, biết rằng mình sẽ mạng chung ngay trong ngày hôm nay. Tức là khi mà một vị vua mà một vị chư thiên mà sắp mạng chung thì vị đấy sẽ thấy hào quang trên người nó lu mờ, thì người toát mồ hôi, nhàm chán đến cõi chư thiên, cảm thấy tâm thần bấn loạn và bất an. Vì đấy biết là mình sắp mạng chung, và vị ấy cũng biết là mình sắp phải tái sinh vào cái cõi đọa xứ súc sinh. Cho nên là lúc đấy vị đó no nắng bất an và tìm kiếm một nơi nương tựa, thì biết rằng chỉ có Đức Phật đang ở xuất hiện ở thế gian mới có thể làm nơi nương tựa cho mình. Cho nên là vua trời Đế Thích đã đến đảnh lễ Đức Phật và hỏi pháp và nghe cái bài pháp Đế Thích thử vấn. Thì trong khi mà Đế Thích thử vấn ấy, nghe giảng 14 câu hỏi thì mới đến câu thứ 7 thì vua trời chết mạng chung, nhưng mà lại cũng hóa sinh ngay tức thì trong một cái tích tắc, một khoảng thời gian đang là vua trời mệnh chung một cái lại hóa sinh lại làm vua trời tiếp. Và các vị chư thiên khác không biết, chỉ có Đức Phật mới biết, với cái vị Đế Thích đấy mới biết. Thì đấy là có những khi bắt đầu những cái tai họa nó ập đến rồi, người ta sẽ đi tìm một cái nơi an ổn. Nếu như lúc đấy mà không được nghe Phật pháp thì lúc đấy là vua trời cũng phải tái sinh vào làm một cái con lừa hay một con ngựa rồi, vì cái nghiệp bất thiện ở trong quá khứ. Nhưng may mắn được gặp Phật pháp, nghe Phật pháp và giác ngộ và chứng được sơ quả ngay trong khi nghe cái bài pháp đấy, không những được tránh khỏi được những cái sầu bi mà còn tránh, mà còn chứng được đạo quả niết bàn. Đấy là nhờ ngộ được giáo pháp là như thế. Cũng có những cái vị chư thiên khác đang ham chơi hưởng dục thế gian, thấy rất là nhiều các vị chư thiên của mình đọa vào địa ngục. Tức là những cái người ở đời thì người ta cứ nghĩ rằng mình hưởng thụ những cái dục lạc, những cái niềm vui ở thế gian là vô tội, thì đâu có hại ai. Nhưng thực ra những cái tâm ấy nó làm thấu uế, nó làm cấu uế nội tâm, nó làm cho tâm trở nên hạ nhiệt, nó làm cho tâm trở nên tán loạn, và chết với cái tâm cấu uế đấy vẫn đọa vào địa ngục. Và các vị chư thiên người ta tỉnh táo hơn, người ta thấy những điểm đó, người ta đến tìm đến Đức Phật, nghe pháp và đều chứng đắc được đạo quả, đấy là thoát được sầu bi. Và rất là nhiều người ở trên thế gian này cũng vậy, nhiều người cũng đang say sưa hưởng thụ cái niềm vui của cuộc đời, khi gặp những cái nỗi bất hạnh khổ sở tìm đến Phật pháp, và khi mà thực hành pháp cảm thấy an lạc, cảm thấy hạnh phúc và diệt trừ được khỏi sầu bi, diệt trừ được khỏi những cái khổ ưu, vượt khỏi sầu bi, khỏi sầu não, diệt trừ được khổ ưu. Là cái pháp niệm xứ này sẽ mang lại cái sự hiện tại lạc trú ngay tức thì. Mình thực hành pháp một cái là mình sẽ có hạnh phúc ngay. Đấy là diệt khỏi khổ ưu, mà không những là cái khổ ở trong đời này mà còn là nhiều đời, nhiều kiếp khác nữa, nếu một cái người mà thực hành được cái pháp niệm xứ đó và thành tựu được chánh trí và chứng ngộ được niết bàn. Chánh trí ở đây là cái trí tuệ giác ngộ được các sự thật, thành tựu được chánh trí nữa. Vì đấy giác ngộ ra được đây là khổ, đây là khổ, tức là năm uẩn ấy, sắc là khổ, thọ tưởng hành thức là khổ, đây là nhân sinh ra khổ, nhân sinh ra khổ tức là tham ái, chấp thủ là vô minh, là những cái nghiệp bất thiện hay bất thiện, là những cái nghiệp dẫn đi tái sinh luân hồi. Đây là khổ, đây là những nguyên nhân sinh ra khổ. Đây là sự diệt khổ. Sự diệt khổ tức là diệt được phiền não tham sân si đó. Và đây là con đường đưa đến diệt khổ, là cái con đường bát chánh đạo. Thì đây là cái con đường thực hành tứ niệm xứ sẽ thành tựu được chánh trí. Là chánh trí là giác ngộ các sự thật vậy. Khi giác ngộ các sự thật thì cũng chứng ngộ niết bàn. Thì đấy là cái mục đích của cái bài kinh tứ niệm xứ. Vậy thì tứ niệm xứ ở đây là có bốn cái
cần phải niệm, có bốn cái pháp cần phải niệm. Bốn pháp ở đây đó là quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Thì thứ nhất là quán thân, thì tất cả những cái gì nó liên quan đến thân thì đó là quán thân. Thì con người ta có rất nhiều cái tham ái, nhưng cái tham ái với thân là tối thượng, không còn cái gì bằng. Vậy nên là cái pháp đầu tiên cần phải quán niệm là quán thân. Quán thân thì là tức là các cái pháp niệm thân, hay là ở trong cái những cái pháp giảng dạy về tứ niệm xứ này thường có cái câu là quán thân bất tịnh, quán thọ thị khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Tức là đấy là muốn nói cái vắn tắt, muốn nói một cách khái quát, một cách vắn tắt về cái pháp tứ niệm xứ này như thế. Quán thân để làm gì? Để thấy cái tính bất tịnh của thân, nhưng không phải là chỉ bất tịnh không, mà còn thấy cái sự khổ, cái vô thường và cái vô ngã của cái thân này nữa. Nhưng mà trước tiên này gọi là vì cái tham ái của con người là tham ái với thân là lớn nhất, cho nên là phải quán thân được Đức Phật chỉ dạy đầu tiên. Thì quán thân là tất cả những cái gì nó liên quan đến thân. Ví dụ như là một cái người thực hành thiền niệm hơi thở, thì hơi thở cũng là một phần của thân. Hơi thở đi vào đi ra đấy là đang niệm thân, thân quán niệm tứ. Có cái người thì thực hành cái pháp quán ba hai thể trược để thấy cái thân này là ô uế bất tịnh, đấy cũng là thân quán niệm tứ. Có người thực hành thiền tứ đại, đó là thân quán niệm tứ. Có cái người thì quán các sắc chết, xác chết nó trương phồng, xác chết thối rữa, xác chết bị gặm nhấm, xác chết thì còn trơ xương, dính thịt, dính máu, không dính thịt, không dính máu, thì còn lại bộ xương, rồi bộ xương nó thối, nó mục nát nữa. Thì có trong bài kinh niệm xứ thì Đức Phật dạy về chín cái pháp quán về tử thi, thì cũng là quán thân. Vậy thì tất cả những cái gì nó liên quan đến cái thân này thì là quán thân. Nên trong sự thực hành thiền Vipassana, thiền tuệ thì sẽ có cái quán sắc uẩn. Thì cái sắc uẩn cũng là thuộc về niệm thân. Thì vậy nên là cái pháp về niệm thân này thì nó cũng bao gồm cả thiền chỉ và thiền quán ở trong đấy. Rất là nhiều những cái pháp về thiền chỉ nó sẽ nằm ở phần niệm thân. Ví dụ như là mình thành thiền hơi thở, đấy là thiền định, và đây cũng là niệm thân. Còn niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp thì nó đều thuộc về thiền tuệ, đều thuộc về thiền Vipassana. Thọ là những cái cảm thọ ở trên thân, ở trên và ở trong tâm. Thọ thuộc về thân và tâm. Quán tâm thì nó là những cái tâm thức. Còn pháp ở đây thì nó rất là nhiều những cái pháp khác, nó là những cái tâm sở khác. Nó sinh cùng với thọ, nó sinh cùng với thức, thì nó cũng được gọi là quán pháp. Vậy thì tứ niệm xứ là quán thân, quán thọ, quán tâm và quán pháp. Thì với một cái người mới thực hành thì sẽ chọn một cái pháp nào đấy trong bốn cái pháp này làm cái bước khởi đầu. Có những người khởi đầu là niệm thân, sau đó niệm thân được thành tựu viên mãn rồi thì vị đó lại tiếp tục niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Khi vào mà thực hành một cách đã trở thành thuần thục, tức là thiện xảo rồi, thì vị đó sẽ niệm cả bốn cái cùng một lần, niệm thân, thọ, tâm, pháp cùng một lần. Nhưng cái bước khởi đầu thì vị đó chỉ niệm được một cái để phát triển chánh niệm. Khi mà chánh niệm nó trở nên vững chắc rồi thì vị đó sẽ niệm hết cả thân, thọ, tâm, pháp. Rồi có những người thì có những cái pháp thiền thì sẽ dạy niệm thọ luôn. Niệm thọ thì đấy cũng là cái bước khởi đầu thôi. Nhưng mà sau khi mà đã thành tựu được hay là phát triển được cái chánh niệm ở cái mức thâm sâu rồi thì vị đó cũng sẽ chuyển sang niệm cả thân, thọ, tâm, pháp. Có những người thì phát triển cái pháp thiền đầu tiên là pháp thiền niệm tâm. Và đấy là bước khởi đầu để phát triển chánh niệm. Chánh niệm vững chắc rồi thì cũng quay sang niệm thân, thọ, tâm, pháp. Có những người thì dạy thẳng vào quá cái pháp quán về niệm pháp, rồi để phát triển chánh niệm. Chánh niệm vững chắc rồi thì đều quán về thân, thọ, tâm, pháp. Thì thân, thọ, tâm, pháp là những cái pháp cần phải tu tập, cần phải mình cần phải tuệ chi được nó, thế nào là thân, thế nào là thọ, thế nào là tâm, thế nào là pháp. Rồi mình cần phải thấy ra được những cái
nhân nó sinh ra thân thọ tâm pháp, thấy được cái sự sinh diệt, rồi thấy được cái sự vô thường của vô ngã của nó. Thì cái mục tiêu là như vậy. Và những cái bước thực hành từ thấp đến cao, từ dễ đến khó, nhất là dành cho người sơ cơ, thì lại cần phải chỉ dạy hướng dẫn một cách nó cặn kẽ, chi tiết, rõ ràng. Ví dụ như là vì đấy thực hành niệm thân thì nó không phải bắt đầu từ một cái pháp môn niệm thân như thế nào, hay là vị đó khởi đầu từ niệm thọ, hay khởi đầu từ niệm thâm, hay khởi đầu từ niệm pháp, thì vị đó sẽ lựa chọn một cái pháp để thực hành. Và thì Đức Phật lại dạy tiếp chi tiết, tức là bây giờ Đức Phật sẽ dạy chi tiết vào từng phần một. Thì ở cái phần này Đức Phật sẽ dạy về niệm thân trước. Thì ra vì cái bài kinh này rất là dài, thì trong cái buổi giảng pháp hôm nay chắc là sư chỉ giảng được cái phần về niệm thân thôi, nhưng không thể giảng hết cả về niệm thân thọ tâm pháp được. Thì bài kinh dạy dài và rất là chi tiết, và cái bài kinh này cũng liên quan trực tiếp đến những cái pháp hành thiền. Vì vậy nên là một cái người mà hiểu được cái bài kinh này cũng hiểu được những cái pháp phương pháp để thực hành các cái pháp thiền, thiền chỉ và thiền quán, và cũng hiểu được cái nội trình mình cần phải tu tập như thế nào. Đức Phật dạy tiếp này: Bà này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo sống quán thân trên thân? Này các tỳ kheo ở đây, tỳ kheo đi đến khu rừng, đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống và ngồi kiết già lưng thẳng, an trú chánh niệm trước mặt, tỉnh giác vị ấy thở vô, tỉnh giác vị ấy thở ra, thở bào dài vị ấy tuệ chi tôi thở bào dài, thở ra dài vị ấy tuệ chi tôi thở ra dài, thở bào ngắn vị ấy tuệ chi tôi thở bào ngắn, thở ra ngắn vị ấy tuệ chi tôi thở ra ngắn, cảm giác toàn thân tôi sẽ thở bào vị ấy tập, cảm giác toàn thân tôi sẽ thở ra vị ấy tập, an tịnh toàn thân tôi sẽ thở bảo vị ấy tập, an tịnh toàn thân tôi sẽ thở ra vị ấy tập. Này các tỳ kheo, như người thợ quay hay học trò của người thợ quay thiện xảo, khi quay dài tuệ chi tôi quay dài, khi quay ngắn tuệ chi tôi quay ngắn. Cũng vậy, này các tỳ kheo thở ra dài tuệ chi tôi thở ra dài, thở ra ngắn tuệ chi tôi thở ra ngắn. Cảm giác toàn thân tôi sẽ thở vào vị ấy tập, cảm giác toàn thân tôi sẽ thở ra vị ấy tập, an tịnh toàn thân tôi sẽ thở vào vị ấy tập, an tịnh toàn thân tôi sẽ thở ra vị ấy tập. Như vậy, vị ấy sống quán thân trên nội thân, hay sống quán thân trên ngoại thân, hay sống quán thân trên cả nội ngoại thân, hay sống quán tánh sanh khởi trên thân, hay sống quán tánh diệt tận trên thân, hay sống quán tánh sanh diệt trên thân, có thân đây, vị ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm, và vị ấy không nương tựa, không chấp trước vật gì ở đời. Và này các tỳ kheo, như vậy là tỳ kheo sống quán thân trên thân. Thế là hết một cái phần niệm thân thứ nhất. Thì cái phần niệm thân thứ nhất này Đức Phật dạy thẳng vào thiền hơi thở. Bây giờ thì chứng tỏ thiền hơi thở là một pháp thiền quan trọng, cho nên ở trong một cái bài kinh niệm xứ này Đức Phật dạy rất nhiều pháp thiền, nhưng Đức Phật sẽ dạy thiền hơi thở đầu tiên. Niệm thân thọ tâm pháp thì Đức Phật dạy niệm thân đầu tiên, các cái pháp thiền chỉ Đức Phật dạy thiền hơi thở đầu tiên. Và ở trong thiền hơi thở này thì Đức Phật dạy là đầu tiên là mình sẽ đi đến một cái gốc cây, đi đến ngôi nhà trống, đi đến khu rừng, tức là đi tìm một cái chú xứ phù hợp, thích hợp nhất. Phải đi tìm chú phù hợp, thích hợp. Tại sao Đức Phật ông nói hãy ngồi ngay ở nhà mà hành thiền? Vì ngồi ở nhà là chú xứ không thích hợp, vì ở đấy có nhiều người, vì ở đấy có nhiều tiếng ồn, có nhiều tiếng động. Mà hãy đi đến một cái nơi nào có ít tiếng ồn, ít tiếng động, ít người qua lại. Nếu như mà nhà mình chỉ có một mình thì không cần đi đâu nữa. Hoặc là trong một cái phòng riêng biệt, không có những cái tiếng ồn nào, thì mình có thể ngồi được. Còn đến một cái thiền viện, một cái trường thiền tu tập thì yên tâm rồi. Đó là một cái môi trường phù hợp. Ngồi ở thiền đường, ngồi ở một cái trong tịnh thất, hay một cái chú xứ nào đấy. Có nghĩa là mình tìm một cái chú xứ thích hợp nhất. Nếu như mình vậy nên là khu rừng, dưới gốc cây, ngôi nhà trống, nghĩa trang, cánh đồng, sân đống rơm, chỗ nào cũng được. Hoặc là nhà mà có cái không gian yên tĩnh, thì đấy là phải đi tìm cái không gian phù hợp, chứ không được ngồi ở cái không gian không phù hợp. Ví dụ như là mới tập thiền mà mình ngồi cái chỗ có nhiều tiếng động, ở cái chỗ đấy có nhiều người qua lại, có những cái lời nói, có những cái tiếng ca nhạc, có những cái tiếng xe cộ đi lại, thì sẽ loạn tâm và không tập trung vào cái đối tượng thực hành pháp được. Nên là phải tìm một cái nơi thích hợp trước tiên. Vì ấy tỉnh
Ngồi kiết già, lưng thẳng, an trú chánh niệm trước mặt. Ngồi kiết già, lưng thẳng. Nếu một cái người mà là một cái người mà thực hành thiền thiện xảo, sở trường, hay là một cái người chuyên tu, một cái người tu tập lâu năm, lâu ngày rồi, hay là có cái trí tu một cách mạnh mẽ, thì người đấy sẽ luyện được cái pháp ngồi kiết già là tốt nhất. Trong các cái pháp ngồi thì có nhiều pháp, nhưng mà cái pháp ngồi kiết già thì là tối thượng nhất, đó là cái pháp khó nhất, nhưng mà đó cũng thể hiện một cái người mà có cái ý chí cao, mạnh mẽ, kham nhẫn, chịu đựng được đau khổ, sẵn sàng rèn luyện cái thân thể này để ngồi được kiết già. Còn nếu không thì không ngồi được kiết già thì ngồi bán già, ngồi khoanh chân lại, ngồi xếp bằng, nhưng phải giữ lưng thẳng, giữ đầu thẳng, nhắm mắt lại, an trú chánh niệm ở trước mặt. Chánh niệm ở đây là cái tâm mình ghi nhận hơi thở để ở trước mặt, vì nó trước ngay cửa mũi này, nó trước mặt này, chứ không phải là, chứ không để ở sau lưng, không để ở sau đầu, không để trên đầu, không để ở dưới bụng, mà để ở trước mặt, có nghĩa là để ngay ở trước cửa mũi là trước mặt đấy, chỗ cái điểm xúc chạm hơi thở nó đi ra đi vào ngay trước cửa mũi đó. Đó là an trú chánh niệm ở trước mặt, chánh niệm vị ấy thở vào, chánh niệm vị ấy thở ra. Thì thở vào, chánh niệm ở đây có nghĩa là thở vào, mình có cái sự nhận biết, có cái sự ghi nhận, niệm là ghi nhận, ghi nhận cái mà nó đang diễn ra, cái mà hơi thở nó đang diễn tiến, nó đang hoạt động đấy. Thì bây giờ mình mà chọn cho mình một cái phương pháp, cái thiền hơi thở, mình thực hành cái pháp thiền hơi thở này, thì cái chánh niệm của mình là ghi nhận hơi thở. Còn khi nào mà mình thực hành cái pháp thiền khác, ví dụ như là mình thực hành cái pháp thiền niệm về xác chết, thì cái chánh niệm của mình là ghi nhận xác chết. Khi nào mình thực hành cái pháp thiền mà niệm về 32 thể trược, thì cái chánh niệm của mình là niệm 32 thể trược đấy. Mình niệm bộ xương thì chánh niệm là bộ xương. Còn ở đây mình thực hành thiền hơi thở thì chánh niệm là ghi nhận hơi thở. Thì đấy gọi là chánh niệm vì ấy thở vào, chánh niệm vì ấy thở ra. Thở vào, thở ra thì từ cái lúc mình sinh ra mình đã có hơi thở rồi, và mình sẽ sống với hơi thở đấy cho đến tận cái cho đến trọn vẹn cuộc đời, cho đến trọn cái kiếp sống này, tức là cho đến cái giờ phút cuối cùng của cái kiếp sống này. Khi nào hơi thở dừng lại mình sẽ chết. Có nghĩa là lúc nào mình cũng có hơi thở, nhưng không phải lúc nào cũng có chánh niệm trên hơi thở. Có nghĩa là bình thường mình hay thở, nhưng mà thở bằng cái vô thức, không có để ý, không quan tâm, không ghi nhận gì hết. Thì cái đấy nó không phải là chánh niệm. Mà chánh niệm ở đây có nghĩa là mình nhảy hướng cái tâm vào cái hơi thở đó. Cái hơi thở là một cái phần của sự sống, là một cái phần của thân thể này. Và mình hãy lấy nó làm đối tượng để chú tâm, để trụ tâm, để buộc tâm, để phát triển tâm, để làm thanh tịnh tâm, để gột rửa tâm. Thì đấy là mình đấy mượn những cái hơi thở để mà làm đề mục vậy thôi. Cũng giống như là một người thực hành ca si ná đất thì chú tâm trên tướng đất, thành ca si ná thành hơi thở thì chú tâm trên hơi thở. Thở vào dài vì ấy biết tôi, thở vào dài, thở ra dài vì ấy biết tôi, thở ra dài. Dài ở đây là dài về không gian. Ví dụ như là có những lúc một cái người mà mình cần một lượng oxy nhiều, thì mình hít một hơi dài, mình thở ra một hơi dài, thì vẫn tâm mình vẫn để ở trước mặt, nhưng mà cái ý thức của mình nó nhận biết cái hơi thở đấy trong suốt cái thời gian nó đi vào mà nó đi ra đấy, nó sẽ dài hơn là khi mà mình cần một cái lượng oxy rất ít, thì cái hơi thở nó chỉ thoáng vào, nó thoáng ra, nó rất nhanh. Thì đấy gọi là khi hơi thở ra ngắn vào ngắn, vì ấy biết hơi thở vào ngắn, hơi thở ra ngắn thì vì ấy biết hơi thở ra ngắn. Ngắn ở đây là cái không gian, là cái thời gian, thời gian nó vào nhanh ra nhanh, là cái thời gian nó ngắn, thời gian nó vào chậm ra chậm, là thời gian dài. Đấy là niệm về hơi thở vào dài ra dài, hơi thở vào ngắn ra ngắn. Cảm giác toàn thân tôi sẽ thở vào vì ấy tập, cảm giác toàn thân tôi sẽ thở ra vì ấy tập. Cảm giác ở đây tức là mình sẽ nhận biết được cái hơi thở đấy từ lúc nó bắt đầu đi vào, lúc nó kết thúc đi vào, từ lúc bắt đầu đi ra, lúc nó kết thúc đi ra. Nó đi vào, nó có 3 giai đoạn, đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối. Nó đi ra nó có 3 giai đoạn, giai đoạn đầu, giai đoạn giữa, giai đoạn cuối. Thì mình nhận biết được cả 3 cái thời điểm đấy là mình đang nhận biết được toàn thân hơi thở. Và rất là nhiều người hay có cái sự hiểu lầm là vừa quan sát thân vừa quan sát hơi thở, cái tâm nó bắt vào tứ đại, nó bắt vào nhiều đối tượng và nó không nó không đạt được cái định sâu. Còn những người nào cứ để tâm chỉ một đối tượng hơi thở thôi thì mới đạt được cái chánh niệm sâu được. Đấy là cái cảm giác toàn thân hơi thở an tịnh, an tịnh tôi sẽ thử vào vị ấy tập. An tịnh toàn thân tôi sẽ thở vào vị ấy tập, an tịnh toàn thân tôi sẽ thở ra vị ấy tập.
an tịnh ở đây là khi mà cái hơi thở, cái tâm của mình nó thô thì hơi thở nó thô, khi cái tâm nó an thì hơi thở nó an. Khi mà lúc đầu mới tập ấy, thì cái tâm nó còn rất là nhiều những vọng tưởng, nó năng xăng, nó suy nghĩ, thì cái hơi thở nó cũng rất là thô và mình thấy nó rất là rõ. Thậm chí có người còn nghe thấy cả âm thanh của hơi thở, thở vào thở ra nó còn nghe, nó còn phát ra cả âm thanh, đấy là rất là thô. Nhưng mà cái hơi thở nó sẽ mỏng manh, nó sẽ mịn màng, nó sẽ nhẹ nhàng, nó sẽ vi tế đi khi cái tâm nó trở nên, nó trở nên an tịnh, nó trở nên định tĩnh. Khi nó giảm bớt những cái vọng tưởng đi thì cái tâm nó an, cái an đi rồi thì hơi thở nó sẽ trở nên rất là nhẹ, nó rất là yếu, rất là vi tế đi, thì đấy là an tịnh. Thì cái lúc này nó an tịnh rồi thì nó cũng phát sinh những cái quang tướng, nó bắt đầu xuất hiện. Nhất là những người nào mà có quang tướng thì sẽ thấy hơi thở nó rất là an. Rồi là cũng từ đấy vị đó tiếp tục phát triển, tiếp tục tu tập, vị ấy cũng có thể vào đến cận hành định, hay là cũng có thể phát triển đến an chỉ định, tức là vị đấy có thể duy trì được cái nimitta, cái quang tướng đó trong một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, thậm chí dần dần mà vị đó có thể phát triển cái tự tướng đó suốt ngày suốt đêm, ngồi bao lâu thì nó cũng sáng bấy lâu, thì lúc đấy vị đó có thể vào đến an chỉ định, vị đó có thể vào đến sơ thiền, ni dục ni ác bất thiện pháp chứng và an trú thiền thứ nhất, một trạng thái hình lạc tôi ni dục sinh với cái lầm mấy tứ, thì cái lúc đấy cái hơi thở nó lại an tịnh thêm nữa, rồi vị đó lại diệt trừ tầm tứ chứng và an trú thiền thứ hai, thì lúc đấy hơi thở nó lại an tịnh hơn ở sơ thiền, tức là nó sẽ nhẹ đi, nó sẽ yếu đi nữa, nó vi tế đi nữa. Rồi vị ấy ni hỉ chú xả chánh niệm tỉnh giác chứng và an trú thiền thứ ba, đạt lên đến tam thiền thì hơi thở nó lại yếu đi một mức nữa, nó trở nên rất mong manh và vi tế. Rồi vị ấy xả nạc xả khổ diệt để yêu đã cảm thọ trước chứng và an trú thiền thứ tư, không khổ không nạc xả niệm thanh tịnh. Thì đến cái giai đoạn này cái hơi thở nó dừng lại hoàn toàn, và đây mới là cái sự an tịnh tuyệt đối. Cái hơi thở nó sẽ an tịnh dần dần, tức là lúc mình mới tập thiền thì nó thô, xong rồi cái tâm nó an đến đâu thì hơi thở nó an đến đấy. Vì đến trạng thái tứ thiền nó không còn cái sự thô thiền của những cái thiền chi, ví dụ như ở sơ thiền thì nó còn tầm tứ nó thô thiền, cho nên là cái tâm nó chưa được hoàn toàn an tịnh. Còn ở mình chưa vào được tầng thiền thì mình bị năm thiền cái nó chi phối, dục tham sân hận ôn trầm tụy miên trạo hối hoài nghi nó khởi lên nhiều, nên là nó làm tâm dao động, nên hơi thở nó cũng động. Khi mà vào đến sơ thiền rồi thì nó ni được năm thiền cái, nó thành tựu năm thiền chi, trong đó nó có cái hai thiền chi tầm tứ nó thô, cho nên nó cũng dao động, cho nên là hơi thở vẫn còn một chút động, nhưng mà nó an hơn ở lúc cận định. Khi vào nhị thiền rồi thì nó đoạn được tầm tứ, nhưng mà nó có hỉ nó còn thô, cho nên là cái hơi thở nó cũng an tế hơn, an tịnh hơn ở sơ thiền. Nhưng mà nên đến tứ thiền thì hơi thở dừng lại hoàn toàn, không còn hơi thở nữa. Thì đấy là cái an tịnh toàn thân, tôi sẽ thở vào vị ấy tập an tịnh toàn thân, tôi sẽ rửa ra vị ấy tập. Vậy thì có nghĩa là vị ấy tu tập hơi thở, cái pháp thiền hơi thở này, cho đến khi vị ấy sẽ đạt đến cái sự an tịnh hoàn toàn, đó là chứng đắc đến tứ thiền hơi thở, thành tựu được với pháp thiền hơi thở. Vậy thì ở đây Đức Phật sẽ tức là giải thích thêm một chút về cái niệm hơi thở nữa, để cho một người chưa hiểu có thể hiểu bằng cách là lấy ví dụ. Thì ở đây Đức Phật lấy ví dụ là như một người thợ quay hay học trò của một người thợ quay. Khi quay dài vị ấy biết tôi quay dài, khi quay ngắn vị ấy biết tôi quay ngắn. Cũng vậy tỳ kheo thở vào dài cũng biết tôi thở vào dài, thở ra ngắn cũng biết tôi thở ra ngắn. Cái quay ở đây là cái người mà thợ quay, giống như là cái người mà thợ gốm, người ta phải quay cái bình gốm thì người ta nặn nhào cho nó thành một cái sản phẩm đẹp nhất. Thì có lúc vị ấy cần phải quay nhanh, có lúc vị ấy cần quay chậm, nhưng mà cái tâm của người đấy làm cái việc đấy người ta rất phải chăm chú, người ta không có được sao nhãng. Vì sao nhãng là hỏng ngay, cái sản phẩm bị lỗi mà bị vứt đi, mất công, mất cả sản phẩm, cho nên là vị đó rất là chăm chú. Thì cái người hành thiền cũng vậy, mình không muốn mất thời gian, mình muốn tu tập cho nó có kết quả, mình cũng phải chăm chú trên cái pháp thiền của mình, đừng có sao nhãng, đừng có nơ nà, đừng có ngồi đấy mà để cho cái tâm nó đi lang thang lông bông, nó suy nghĩ chuyện này chuyện kia mà mình không có tập trung vào cái nhiệm vụ của mình. Thì mình cũng phải như là một cái người lao động, như một cái người đang làm việc, mình cũng phải làm tận tâm. Thì thực hành mình cũng phải thực hành cho nó tận tâm tận sức thì mới đạt được kết quả. Đấy là cái ví dụ là như một người thợ quay, quay nhanh quay chậm vì cũng biết, hơi thở vào nhanh vào chậm thì mình cũng phải biết.
Thì cũng như vậy, cảm giác toàn thân tôi sẽ thở vào, vì ấy tập cảm giác toàn thân tôi sẽ thở ra, rồi đến an tịnh toàn thân tôi sẽ thở vào, vì ấy tập đến an tịnh toàn thân tôi sẽ thở ra, vì ấy tập, tức là cho đến khi nó đạt được an tịnh là nó sẽ đạt được đến các cái tầng thiền này, và nó sẽ đạt đến cái sự an tịnh hoàn toàn, là khi nào mình vào đến tứ thiền mà cái hơi thở nó trở nên an tịnh tuyệt đối, là nó không còn hơi thở nữa, thì lúc đấy mình đã thực hành xong thiền hơi thở rồi, thì Đức Phật lại dạy tiếp nè. Như vậy vị ấy sống quán thân trên nội thân, hay sống quán thân trên ngoại thân, hay sống quán thân trên nội và ngoại thân, với thân đây vị ấy ăn chú chánh niệm như vậy. Như rồi sống quán tánh sanh khởi trên thân, sống quán tánh diệt tận trên thân, sống quán tánh sanh diệt trên thân. Thì cái này là Đức Phật dạy cái gì đây? Như vậy vị ấy sống quán thân trên nội thân, tức là vị ấy mình sẽ quán thân trên tính thân mình. Trên nội thân là cái gì? Quán thân trên thân là cái gì? Vị ấy quán thân tức là vị ấy sẽ sau khi mà vào đến các cái tầng thiền đấy rồi, bắt đầu mình chuyển sang quán cái thân. Mà cái thân ở đây là cái gì? Hay là Đức Phật thường hay nói là thân kiến. Một cái người mà có cái tà kiến thì sẽ chấp năm uẩn này là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi. Cái người có chánh kiến thì sẽ thấy cái thân năm uẩn này là vô thường của vô ngã, bất tịnh. Thì ở đây mình quán thân trên thân, có nghĩa là mình quán cái thân năm uẩn bên trong mình. Lúc ấy mình xuất ra khỏi tầng thiền thì bắt đầu mình phân biệt sắc uẩn, thọ tưởng hành thức ở trên thân mình, tức là mình sẽ phân tích ra sắc ở trên sáu căn, các cái hạt, các cái sắc uẩn, sắc pháp chân đế, sắc do nghiệp sinh, do tâm sinh, do thời tiết sinh, do vật thực sinh, đấy là quán trên thân mình. Rồi là quán về danh, về các cái danh pháp, như là các cái tâm nó về dục giới, về sắc giới, vô sắc giới, hay là các cái tâm thiện, tâm bất thiện, các cái tâm ở sáu hàng, cũng ở trên sáu căn, ở cái nội tâm, ở nhãn thức, nhĩ thức, tị thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, rồi mình phân tích ra thành các uẩn, uẩn xứ giới. Thì lúc này mình quán thân trên nội thân, có nghĩa là mình quán được cái danh sắc ở trong mình và quán được danh sắc ở bên ngoài. Tức là vì mình đắc định rồi thì mình quán danh sắc nó rất là dễ. Vậy cho nên cái việc đầu tiên mình sẽ thực hành thiền hơi thở cho nó đắc định. Sau đó đắc định rồi thì sẽ tuệ thi ra được danh chân đế, sắc chân đế ở trên thân mình và tất cả những người khác ở bên ngoài. Cái gọi là quán thân trên nội thân và quán thân trên ngoại thân. Quán thân trên cả nội và ngoại thân, tức là lúc bên trong, lúc bên ngoài thay đổi được. Và quán tánh sanh khởi trên thân, quán tánh diệt tận trên thân. Quán tánh sanh khởi là cái gì? Thì lúc này phân biệt ra được năm uẩn ở bên trong, năm uẩn bên ngoài rồi, thì mình sẽ quán cái tánh sanh khởi. Ở đây gọi là cái pháp duyên sinh, hay là cái pháp duyên khởi. Đấy là cái quán tánh sanh khởi. Thì nếu là vị ấy sẽ thực hành cái pháp quán về duyên sinh, hay là duyên khởi, vô minh, duyên hành. Vô minh sinh cho nên hành sinh, hành sinh nên thức sinh. Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên sáu xứ, sáu xứ duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh não, tử sầu bi khổ ưu não. Thì đấy là quán cái tánh sanh khởi. Tánh sanh khởi là cái tánh, cái này sanh thì cái kia sinh, cái này diệt thì cái kia diệt. Khi mà quán tánh diệt tận ở trên thân thì có nghĩa là lúc đấy mình lại quán cái sự diệt của nó. Vô minh diệt thì hành diệt, hành diệt thì thức diệt, thức diệt thì danh sắc diệt, danh sắc diệt thì sáu xứ diệt, sáu xứ diệt thì xúc diệt, xúc diệt thì thọ diệt, thọ diệt thì ái diệt, ái diệt thì thủ diệt, thủ diệt thì hữu diệt, hữu diệt thì tái sinh diệt, tái sinh diệt thì sầu bi khổ ưu não đều diệt hết. Đấy gọi là quán cái tánh về sanh khởi ở trên thân, vì ấy sống quán cái tánh diệt tận ở trên thân. Và sống quán tánh sanh diệt ở trên thân. Đến tiếp là sống quán tánh sinh diệt ở trên thân. Thì lúc đấy vị đấy sẽ quán là vô minh sinh diệt nên là vô thường của vô ngã, hành sinh diệt nên vô thường của vô ngã, thức sinh diệt vô thường của vô ngã, danh sắc sinh diệt vô thường của vô ngã. Thì tức là lúc đấy vị ấy phải quán thẩm sát được tam tướng, ba cái tướng là vô thường của vô ngã ở trên nội sắc, ngoại sắc, hay là trên danh sắc ở bên trong, bên ngoài đó. Thì đấy được gọi là cái quán tánh sanh diệt. Thấy nó sanh diệt thì cái gì mà nó sanh mà nó không có tồn tại lâu thôi, nó diệt luôn, nên là nó là vô thường vì nó không thường tồn lâu. Mình thấy được tính vô thường của nó, nó vô thường, nó
nó bức bách về sự vô thường, sinh rồi lại tử, tử lại sinh, như thế là khổ đau. Vì khổ đau nên thế mình không làm chủ được, mình không thể làm cho mình mãi mãi ăn vui hạnh phúc được. Mình hoàn toàn là không có tự do, tự tại, tự chủ đối với cái thân năm muồn của mình, đối với những cái sự khổ đau này. Mình không thể làm cho cái thân này trường tồn, có nghĩa là mình không thể là hãy làm cho ta trẻ mãi không già. Nếu là ta thì ta phải có quyền quyết định là ta sẽ trẻ mãi không già, sống mãi không chết. Nhưng mình không làm được việc đấy, nên đấy là gọi là vô ngã. Vô ngã vì nó không phải là ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta. Vị ấy quán tánh sanh diệt trên thân là như vậy. Có thân đây, vị ấy an trú chánh niệm như vậy. Vị ấy cứ an trú cái chánh niệm về vô thường của vô ngã trên cái thân đã muộn đấy. Và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước vật gì ở đời. Thì cứ tu tập như vậy thì nó sinh ra nhàm chán đối với lại cái thân này. Với cái thân nam muộn này, vì ấy sinh ra cái sự ni tham, đoạn diệt hết những cái cấu hế phiền não, từ bỏ hết những cái tham ái chấp thủ, đạt được chánh trí, tức là giác ngộ được các sự thật và chứng ngộ được niết bàn. Đấy là cái pháp tu thứ nhất, là từ lấy cái thiền hơi thở làm nền tảng để mình tu tập, và sẽ đi đến chánh trí và chứng ngộ niết bàn. Này các tỳ kheo, như vậy là tỳ kheo thông quán chân thiên thân. Vậy đây là một pháp môn, đây là một con đường, đây là một cái cách thức tu tập để mình đi đến niết bàn, chấm dứt khổ đau. Và cái pháp môn đấy sẽ lấy cái pháp thiền niệm hơi thở làm nền tảng, làm căn bản để tu tập. Còn tiếp theo Đức Phật còn dạy rất là nhiều pháp môn, dạy rất nhiều con đường, rất nhiều phương pháp khác nữa. Nếu như mình thực hành pháp môn này không thành công thì yên tâm, còn nhiều pháp môn khác. Trong bài tứ niệm xứ này Đức Phật dạy nhiều để cho mình lựa chọn, mình hãy thực hành lựa chọn một pháp môn nào phù hợp. Nếu như mình thực hành niệm hơi thở này rồi, quán thân trên nội thân ngoại thân như thế rồi, tánh tánh khởi quán diệt tận nhân thân rồi, mà mình chưa đạt được chánh trí, chưa chứng ngộ niết bàn, thì lại hành đến pháp môn tiếp theo. Lại nữa, này các tỳ kheo đi, tuệ chi tôi đi, hay đứng, tuệ chi tôi đứng, hay ngồi, tuệ chi tôi ngồi, hay nằm, tuệ chi tôi nằm. Thân thể được sử dụng như thế nào, tuệ chi như thế ấy. Vì ấy sống quán thân trên nội thân, sống quán thân trên ngoại thân. Vì ấy sống quán thân trên cả nội và ngoại thân. Vì ấy sống quán tánh sanh khởi trên thân. Vì ấy sống quán tánh diệt tận trên thân. Hay vì ấy sống quán tánh sanh diệt trên thân. Có thân đây, vì ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí chánh niệm. Và vì ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì ở đời. Này các tỳ kheo, như vậy là tỳ kheo sống quán thân trên thân. Thế này pháp môn tiếp theo mà Đức Phật dạy, đó là trên các cái oai nghi đi, đứng, nằm, ngồi. Đi, đứng, ngồi, nằm, trên bốn cái oai nghi. Tỳ kheo đi, tuệ chi tôi đi, đứng, tuệ chi tôi đứng, nằm, tuệ chi tôi nằm, ngồi, tuệ chi tôi ngồi. Pháp môn này có dễ hơn không? Mọi người sẽ tu tập đi, đứng, nằm, ngồi, chắc nó sẽ thoải mái hơn. Đứng lên đi chắc sẽ thoải mái hơn ngồi. Đi, đứng, nằm, ngồi ở đây là làm sao mình tu tập trên cái pháp môn này cũng đi đến niết bàn, cũng đạt được chánh trí. Thì khi đi thì nó cái này nó còn tùy theo cái trình độ của mỗi người. Ví dụ như là những cái người mà mới bắt đầu xuất gia ấy, thì sẽ chú trọng vào cái việc phát triển oai nghi. Thì khi đi đứng nằm ngồi, vì ấy phải biết mình đang đi đứng nằm ngồi, để mình không bị tức là không bị mất uy nghi. Ví dụ như là mình không có phạm vào những cái giới luật về đi. Ví dụ như là một cái người đi mà mình không biết mình đang đi thì mình đi rất là xấu, có thể là mình chạy, có thể là đăng xăng, có thể là nhón gót, có thể là bước đi vung vẩy nhảy nhón, trông rất là xấu xí. Thì cái người mà niệm về oai nghi đi, biết mình đang đi thì mình cũng biết được là mình đi đẹp hay đi xấu, đi có nỗi hay là vô nỗi. Khi đứng vậy mình cũng biết là mình đứng ở đâu nó phù hợp, nó thích hợp, nó thích nghi. Khi nằm cũng thế, mình biết là mình nằm ở cái chỗ nào đáng nằm, chỗ nào không đáng nằm. Khi ngồi cũng thế, mình biết mình ngồi ở đâu. Đấy là với một cái người sơ cơ bắt đầu tu tập là như thế. Nhưng mà có một người tu tập cao hơn, ví dụ như đang thực hành thiền hơi thở thì đi đi mình biết mình hơi thở, khi đứng mình cũng nhận biết hơi thở, khi nằm mình cũng nhận biết hơi thở, khi ngồi cũng biết nhận hơi thở. Thì đấy cũng là một cái cách niệm về tuệ chi, về khi đi thì biết tôi đi, tôi đứng, nằm, ngồi cũng biết. Và khi mà vị đó thực hành đến các cái pháp thiền quán rồi, phân biệt danh sắc hay là quán về tính sanh diệt rồi, khi đi vị ấy cũng biết danh sắc nó sanh diệt, khi đứng, khi nằm, khi ngồi vị ấy cũng biết cái danh sắc của mình nó đang sanh diệt, thì vị ấy cũng có thể chứng đắc được đạo quả trong lúc vị ấy đang đi, đứng, nằm, ngồi. Có những người mà sẽ
tu tập chứng đắc được các đạo quả, có khi là vị đó trong lúc vị đó ngồi, cũng có thể vị đó tu chứng trong khi vị đó đang đi, có thể vị đó tu chứng trong khi vị đó đang nằm đang ngồi, thì là ở nhiều cái oai nghi khác nhau cũng có thể tu chứng được. Vậy thì cái người đấy tu tập đến cái trình độ nào thì mình hãy duy trì cái chánh niệm, cái pháp thiền của mình trong các cái oai nghi đó. Lúc ngồi thì mình cũng thực hành cái pháp thiền đó, khi đứng lên đi mình thực hành pháp thiền đó, khi nằm ngủ mình thực hành pháp thiền đó, thì đấy là thực hành trong cái bốn oai nghi như vậy, thì nó sẽ thì cái người đấy có thể sẽ thực hành được miên mật cái pháp thiền đó. Cái pháp thiền đó được thực hành miên mật thì sẽ đi đến viên mãn, thì sẽ đi đến thành tựu, thì sẽ đi đến sự chứng đắc những cái mà cần chứng đắc ở một cái pháp thiền mà vị đó đang thực hành. Hay đấy là tuệ chi, khi đi đứng nằm ngồi, rồi khi đi đứng nằm ngồi, nhất là trong cái oai nghi đi chẳng hạn, một cái người mà cứ nhiếp tâm niệm cái đi thì nhất là vị đấy sẽ thấy rằng nó có vị đó có thể phân biệt được sắc trong đó, ví dụ như là oai nghi đi, vị đó cái thân này nó đi, nhưng mà vị đó sẽ tuệ chi ra được nó có cả cái tâm muốn đi. Cái thân này nó chỉ là cái thân vật chất thôi, nó đi, nhưng mà nó là vật chất thì làm sao nó biết đi, nó phải có cái tâm muốn đi đó thì nó mới đi được. Vậy khi mà mình khởi lên một cái ý muốn đi thì lúc ấy nó tạo ra một cái sắc do tâm sinh. Cái sắc do tâm sinh này thì nó có cái tính phong đại, nó nổi trội, tức là lúc đấy nó có cái tánh gió nổi trội rất là mạnh. Cái lúc đấy vị đó mà muốn bước đi, vị đó mà là một cái người có cái tâm định tĩnh cao, khi mà vị đó khởi lên cái ý muốn đi, vị đó nhìn vào ý môn của mình, vị đó sẽ thấy ngay ở trong cái ý môn của mình nó khởi ra cái nhóm sắc biểu chi. Cái sắc đấy nó là sắc thân biểu chi, thì nó sẽ có cái tánh gió nó rất là nổi trội. Vừa cái gió đấy nó mới nâng được cái chân của mình đi, nâng được cái tay mình đi, khi duỗi con cúi ngước, tất cả các cái hoạt động của mình cũng vậy. Mình làm không bao giờ làm trong vô thức mà nó có ý thức, nó có cái ý muốn cử động, muốn vẫy một ngón tay nó cũng có cái ý muốn cử động, mình muốn ngoái đầu nắc đầu, hay là mình muốn bước đi, hay là bước tới bước lui, nó đều có khởi lên cái ý nghĩ trước, sau đó thì nó mới thực hành theo. Thì lúc đấy mình sẽ thấy đấy là cái sắc mang đi và những cái sắc bị mang đi, thì cái sắc biểu chi là cái nó sẽ thể hiện rõ ràng. Và trong đó vị đấy cũng phân tích ra tất cả các cái sắc uẩn, rồi tất cả cái danh uẩn, rồi thấy được cái tính sinh khởi là cái tính nhân duyên của nó, tính diệt của nó, tính sinh diệt, thấy được sự vô thường khổ vô ngã của nó trong cả cái oai nghi đi đứng nằm ngồi. Rồi vị ấy quán trên thân mình về danh sắc này, nó sinh diệt như vậy, vô thường khổ vô ngã như vậy, vì nó quán trên thân người khác, gọi là trên nội thân, trên ngoại thân, rồi là vị ấy quán sanh khởi tánh diệt tận, tánh sanh diệt, thì với thân đây vị ấy ăn trú như vậy, hướng đến tánh trí, tánh niệm mà không nương tựa, không chấp trước vật gì trên đời. Rồi vị ấy cũng có thể đi đến nhàm chán, ni tham, với cái thân nam muộn này đoạn diệt được cấu uế phiền não, đạt được chánh trí, giác ngộ các sự thật và chứng ngộ niết bàn. Đấy là một cái cách nữa để mình tu tập và chứng ngộ niết bàn. Vậy cho nên là nhiều người khi mà mình ngồi thiền, mình quán rồi nó mệt rồi, mình sẽ đứng lên mình đi thiền hành, và mình thực hành thiền trong cái lúc đứng, trong lúc đi đấy, cả trong lúc nằm, trong lúc ngồi. Mà có những người thì chứng đắc đạo quả trong lúc nằm, có những người chứng đắc đạo quả trong lúc ngồi, mà có những người chứng đắc đạo quả trong cái tư thế nửa nằm nửa ngồi, giống như là tôn giả Ananda đấy, tôn giả Anan thị giả của Đức Phật đấy, sau khi Đức Phật nhập niết bàn. Trước khi kỳ cái tập kinh điển lần thứ nhất do tôn giả Kassapa tổ chức, thì ngài cần phải chứng đắc A-la-hán, cho nên là ngài tinh tấn hành thiền miên mật suốt đêm, cho nên khi mệt quá ngài nghĩ là ta đi nằm nghỉ một tí. Thì trong cái lúc ngài nghĩ đi nằm nghỉ, nhưng ngài vẫn quán vô thường khổ vô ngã trên nam muộn. Cho nên là khi mà ngài vừa mới nghiêng người định nằm xuống giường, thân chưa chạm giường, ngài đã đắc A-la-hán trong tư thế đấy. Đấy, đấy là có những người sẽ đắc đạo quả trong các cái oai nghi tư thế khác nhau. Cho nên là có người thì hợp với oai nghi ngồi, có người hợp với oai nghi đứng, có người hợp với oai nghi đi, oai nghi nằm, thì vẫn có thể thực hành thiền được. Đấy là còn nếu như mà thực hành cách này nữa mà vẫn không thành tựu, chánh trí không chứng ngộ niết bàn, thì không sao, sẽ vẫn còn nhiều pháp môn khác nữa. Thì Đức Phật lại dạy tiếp: lại nữa, này các tỳ kheo, tỳ kheo khi bước tới bước lui biết rõ việc mình đang làm, khi ngó tới ngó lui biết rõ việc mình đang làm, khi co tay duỗi tay biết rõ việc mình đang làm, khi mang áo tăng già nê
mang bát, mang ý biết rõ việc mình đang làm, khi ăn uống nhai nếm biết rõ việc mình đang làm, khi đại tiện tiểu tiện biết rõ việc mình đang làm, khi đi đứng ngồi nằm thức nói im lặng biết rõ việc mình đang làm. Như vậy vị ấy sống quán thân trên nội thân, sống quán thân trên ngoại thân, quán tánh sanh khởi trên tân, quán tánh diệt tận trên tân, quán tánh sanh diệt trên thân. Thì đây là một cái cách mà Đức Phật dạy ở cái mức độ nó chi tiết hơn ở cái bốn oai nghi, cũng là cái bốn oai nghi thì là dạy một cách tổng quát. Thì Đức Phật nói một cách ngắn gọn, nhưng mà ở cái bước này thì Đức Phật dạy cái sự tỉnh giác trên những cái oai nghi mà nó nhỏ hơn, những cái oai nghi chi tiết hơn. Ví dụ như là khi bước tới bước lui mình cũng biết rõ việc mình đang làm. Thì cái tỉnh giác này ở đây nó sẽ có bốn cái ý nghĩa. Nhưng mà khi mình muốn làm một cái gì đó, mình tỉnh giác, thứ nhất mình biết là đi đứng nằm ngồi này nó có lợi ích không, tỉnh giác về vấn đề là những cái hành động của mình có đem lại lợi ích hay đem lại sự tổn hại. Vậy thì những cái gì tổn hại là mình phải tránh, và những cái hành động gì nó có lợi ích thì mình cần phải làm. Đó là tỉnh giác về cái sự lợi ích, hay là thấy rõ cái lợi ích của cái việc tỉnh giác. Thứ hai nữa là tỉnh giác về cái sự thích hợp, tỉnh giác để mình biết xem là nó có phù hợp không, có thích hợp mà cái sự đi đến cái nơi đó có thích hợp không. Cái tỉnh giác nữa đó là tỉnh giác về hành xứ, hay còn gọi là tỉnh giác trong thiền định. Và cái tỉnh giác nữa được gọi là tỉnh giác bất si, hay là tỉnh giác trong thiền tuệ Vipassana. Có bốn cái tỉnh giác trong các cái oai nghi này. Ví dụ như là khi bước tới biết nuôi vị ấy biết rõ việc mình đang làm. Bước tới tức là mình đi đến đâu đó, mình đi đến đâu đó thì thứ nhất mình biết là đi đến đó có lợi hay có hại, đi cái con đường này có lợi hay có hại. Ví dụ như là mình đã biết là mình đi tham dự một cái đám lễ ở một cái nơi nào đó thì có lợi hay có hại, mình biết là cái chỗ nào có hại thì mình không đi, có lợi thì có đi. Và mình sẽ cân nhắc một cái lần nữa là mình mà đi đến đó có phù hợp hay không, nó có phù hợp với mình hay không. Ví dụ có người thì thấy rằng mình đi đến cái chú xứ đó là phù hợp, có người sẽ thấy mình đi đến chú xứ này không phù hợp. Vì nó có mỗi người có những cái lý do khác nhau. Có những người đi đến chùa thì phù hợp, nhưng mà đi đến chợ thì nó không phù hợp, mình thấy đi đến đấy nó loạn tâm. Có những cái người thì đi đến những cái nơi yên tĩnh thì nó phù hợp, đi đến những cái nơi mà nó náo loạn thì không phù hợp. Đấy là nó mình biết rằng về tỉnh giác về lợi ích, tỉnh giác về cái độ thích hợp, hay là bắt đầu là tỉnh giác về thiền, về hành xứ, tức là về thiền định, và tỉnh giác về thiền quán. Tỉnh giác ở đây có nghĩa là khi đi mình tỉnh giác về thiền định, có nghĩa là khi đi mình vẫn chú tâm ở trong định, vẫn thực hành một cái pháp thiền nào đấy, và khi khi về mình cũng thực hành pháp thiền nào đấy. Vậy cho nên là có những cái người gọi có chỗ nói rằng là có vị tỳ kheo mang thiền ra đi nhưng mà không mang thiền trở về. Có những cái người có vị tỳ kheo thì mang thiền vào trong nàng nhưng mà không mang thiền về. Có những vị tỳ kheo thì không mang thiền vào nàng nhưng lại có mang thiền trở về. Có những vị tỳ kheo thì không mang thiền đi mà cũng không mang thiền về. Có những vị thì vừa mang thiền đi vừa mang thiền về. Vậy có nghĩa là làm sao? Vậy có nghĩa là khi mình đi đâu đó nhưng mà tâm mình vẫn chú ở trong cái pháp thiền. Ví dụ như là hôm nay mình có cái công việc cần phải đi đâu đó, nhưng mà trên suốt cái quãng đường đi đấy mình không rời chánh niệm, không rời cái tâm khỏi cái đề mục thiền, mình vẫn chú tâm trên hơi thở. Và có người đấy thực hành thiền tâm từ, vế đi trên đường vì ấy, trên cái con đường đi đến cái nơi cần đến vì ấy vẫn an trú trong thiền tâm từ. Ví dụ như các tỳ kheo ngày xưa đi khất thực như thế, đi vì ấy vẫn an trú trong cái pháp thiền của mình. Vì vậy cho nên là có một vị trưởng lão khi đi vị ấy thực hành thuần thục cái pháp thiền quán bộ xương, đi trên đường vị ấy vẫn an trú trên pháp thiền bộ xương. Rồi lúc đấy có một cái cô gái bỏ nhà chồng đi về giữa đường gặp vị trưởng lão, và cô này bỡn cợt nhìn thấy vị trưởng lão đó cười lên một tiếng rất lớn. Vị trưởng lão đang chánh niệm nhưng mà vị đấy nhìn lên thì vị đó nhìn thấy cái hàm răng của cô gái này, và vị đó quán cái tính bất tịnh trên cái hàm răng đó, trên cái bộ xương đó. Rồi vị ấy quán tánh sanh khởi, quán tánh diệt tận, quán tánh sanh diệt trên cái thân nam muộn đó, và vị ấy chứng A-la-hán ngay trên đường đi đấy. Một lúc sau thì chồng cô này đi tìm, mới hỏi trưởng lão là
À, ngài, thưa ngài, ngài có thấy một người phụ nữ đi qua đây không? Thì vị trưởng lão này, ta không biết có phụ nữ hay không, ta chỉ thấy có bộ xương vừa đi qua đây. À, thì cái người chồng đi tìm và tìm thấy cái cô vợ mình đã đi qua đó. Thì đấy là một cái vị trưởng lão, tức là ngay trong khi đang đi trên đường, vị ấy cũng thực hành pháp thiền, và vị ấy là một cái người thiện xảo trong pháp thiền niệm về bộ xương. Niệm bộ xương ở đây có nghĩa là niệm về tử thi, đi đứng nằm ngồi lúc nào cũng an trú trong pháp thiền niệm tử thi, và nó cũng là một cái duyên cho vị ấy chứng được niết bàn. Còn có nhiều vị tỳ kheo khi đi vào trong làng khất thực, tức là ở chùa thì hành thiền, nhưng đi vào trong làng khất thực thì mất chánh niệm. Khi mà nhìn thấy một cô gái cười thì vị ấy bị siêu lòng, xong là bị sinh si tình. Và rất là nhiều vị trên cái con đường đi khất thực trở về đã xả y hoàn tục và đi về lập gia đình và cưới vợ. Thì đấy là do không có an trú, an thực hành thiền, không có thực hành thiền trong các cái oai nghi đi đứng nằm ngồi, mất chánh niệm, và vì đấy có thể bị mất đạo tâm lúc nào mà không biết được. Vậy cho nên là cái sự thực hành thiền trong khi đi đứng nằm ngồi nó rất là quan trọng. Thì, không phải là chỉ lúc mình ngồi thiền ở trên trong thiền đường mình mới an chánh niệm, mà mình rời thiền ra rồi, mình đi ra ngoài đường, mình đi đến đâu, đi tới, đi lui, ngó tới ngó lui thì vẫn an trú trong thiền. Thì đấy sẽ là cái trợ duyên cho rất nhiều người chứng đắc niết bàn, chứng đắc đạo quả trong những cái pháp đó. Bây giờ mình thực hành thiền định, mình cũng phải thực hành như thế nó mới đắc thiền. Mình thực hành thiền quán, mình phải thực hành như thế nó mới đắc đạo. Vậy nên là cái sự tỉnh giác ở đây là mình biết rằng mình làm cái việc đấy nó có lợi ích không, có thích hợp không, và có duy trì thiền chỉ và duy trì thiền quán trên cả những cái bước tới, bước lui, biết rõ việc mình đang làm, ngó tới, ngó lui, biết rõ việc mình đang làm, co tay, duỗi tay, biết rõ việc mình đang làm, khi mang áo tăng giả nê, biết rõ việc mình đang làm, khi ăn uống nhai nếm cũng đều biết rõ việc mình đang làm. Đấy là, thì tất cả những cái hoạt động, những cái oai nghi này, mình luôn luôn phải có chánh niệm. Ví dụ như là có những cái người không có chánh niệm, có thể đi trên đường mình sẽ đạp vào gai góc, mình sẽ rơi xuống hố, nhất là đi ở trong những cái bờ vực kia, nhất là trong những cái sườn núi. Nếu mà cái con đường nó không tốt, một cái người mà không chánh niệm ngã xuống hố và có thể đạp phải rắn, đạp phải gai, đạp phải mảnh sành, đạp phải những cái thứ nguy hiểm, và rất nhiều người đã chết vì mất chánh niệm. Nhất là thời bây giờ mà đi xe cộ cũng thế, người nào có chánh niệm mình lái xe, biết mình đang lái xe thì đỡ hơn, còn những người nào mà quên mất chánh niệm thì sẽ sinh ra tai nạn, sẽ lâm xe vào nhau. Thì sẽ có rất là nhiều cái sự tai hại, rất là nhiều cái sự chết chóc, rất là nhiều cái sự nguy hiểm do mất chánh niệm. Vậy thì cái người có chánh niệm không những nó là một cái pháp bảo hộ, bảo vệ cho mình được an ổn, được an toàn, mà nó còn giúp cho mình phát triển được cái tâm thanh tịnh, được cái tâm định tĩnh, phát triển được cái trí tuệ giác ngộ. Mình có thể giác ngộ ở bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào, bất cứ cái cử chỉ, bất cứ cái hành động uy nghi nào cũng có thể giác ngộ được. Vậy mình hãy thực hành trên mọi cái hành động uy nghi cử chỉ đấy, ngay cả khi ăn, khi uống, khi nhai, khi nếm. Vì đấy cũng sẽ thực hành thiền quán được cả trong cái lúc đó. Khi đi đại tiểu tiện, vị ấy cũng biết rõ. Ví dụ như là có những người, cái đại tiểu tiện nó cũng là cái văn hóa, mình biết cái chỗ nào được đi, chỗ nào không được đi, chỗ nào mà đi bừa bãi năng sang thì mình không những bị chỉ trích, bị phỉ báng, bị phạt, mà còn bị lăng mạ, bị đánh đập. Thì đấy là phải biết rõ khi ngủ, khi thức, khi nói, khi im lặng, mình biết rõ việc mình đang làm. Ngủ mình cũng biết. Người ngủ trong chánh niệm nó khác với người ngủ ở trong tà niệm. Người ngủ trong chánh niệm thì vị ấy sẽ nằm nghiêng về bên hữu chánh niệm mà ngủ và suy nghĩ đến cái giờ tỉnh dậy. Tức là vị ấy nghỉ, vị ấy sẽ biết là ta sẽ ngủ từ cái giờ này đến cái giờ kia là sẽ dậy. Cái tâm luôn luôn hướng về sự thức dậy, chứ không hướng về cái sự say sưa hưởng thụ cái giấc ngủ êm đềm này. Mà ngủ mình biết là giờ này nó mệt rồi, cần phải đi ngủ, và phải nghĩ ngay đến cái giờ này là phải dậy. Cái này phải nhắc nhở trong tâm vậy. Chỉ được ngủ đến 3:30 là phải dậy hành thiền, không được ngồi ngủ nhiều hơn.
Thế này thì luôn luôn nghĩ đến cái giờ thức dậy như thế, thì đến cái giờ nó tự động nó dậy. Thời ngày xưa làm gì có đồng hồ báo thức, nhưng mà vẫn có thể thức dậy đúng giờ được, không có bị trễ giờ. Thì cái người ngủ nó luôn luôn nghĩ đến cái giờ thức dậy, thì đấy là sẽ có cái chánh niệm. Khi nói thì cái vị đấy cũng phải có chánh niệm, ví dụ như là biết là nói cái gì nó có lợi ích thì nó không có lợi ích, hay là nói cái gì cho nó phù hợp cái gì không phù hợp. Là vị đấy trong cái lúc nói mà vị đó vẫn hành thiền được. Ví dụ như là có những cái người mà khi mà vị đó nói thì cái thân nó nói hay là cái tâm nó nói, hay là cái gì nó nói, khi mà khi khởi lên một cái ý muốn nói thì lúc ấy ở trong ý môn nó sẽ tạo ra một cái nhóm sắc cho tâm sinh. Mà cái sắc cho tâm sinh này nó có cái địa đạn, tức là cái tánh đất nó nổi trội. Cái địa đại này nó từ ý môn nó nan lên cổ họng này, nó cái đất của cái sắc do tâm sinh nó đập vào cái đất của cái sắc do nghiệp sinh, cái sắc mạng căn ở trên cổ đại nó mới phát ra cái tiếng nói. Cho nên là một cái người mà thực hành cái pháp thiền quán, vị ấy có thể thực hành thiền được ngay cả khi vị đó đang nói. Vị đó thấy được cái khẩu biểu chi, cái sắc khẩu biểu chi, khi đi thì vị đó quán được sắc thân biểu chi, khi nói vị đó sẽ quán được sắc khẩu biểu chi. Nên trong cái pháp thực hành về thiền tuệ phân biệt cái sắc uẩn thì sẽ phân biệt ra được những cái sắc đấy. Cho nên là nó có cái tánh khinh, tánh nhu, tánh thích nghiệp ở trong đấy. Ví dụ như là khi nói một cái người đó có thể nói những lời nhẹ nhàng, nói những cái lời nhu nhuyễn, nói những cái lời phù hợp, thì đấy là trong cái giọng nói nó có cái khinh nhu, thích nghiệp. Còn trong những cái giọng nói của những cái tâm thô thiển ấy thì nó sẽ nói những cái lời nặng nề, những cái lời cứng rắn, thô lỗ, bất thiện. Thì đấy nó cũng là có những cái lời nói nó không phù hợp. Có những cái sự im lặng, khi im lặng mình cũng biết rõ là mình đang im lặng, thì mình im lặng mình sẽ chú tâm, định tâm trên một đối tượng, mình chú ở trong một tầng thiền, sơ thiền mình biết, mình ở trong sơ thiền hay ở trong tứ thiền mình biết, thì đấy cũng là im lặng, mình cũng biết rõ việc mình đang làm. Thì khi mà vị ấy thực hành những cái pháp thiền ngay cả trong các cái hành động, các cái cử chỉ, các cái oai nghi nhỏ như vậy, rồi vị ấy quán thân trên nội thân, quán thân trên ngoại thân, quán thân trên cả nội ngoại thân, tức là vị ấy cũng quán được cái năm uẩn bên trong, năm uẩn ở bên ngoài, quán được cái tính sinh khởi, tức là quán được cái vô minh, hành thức, danh sắc, lục nhập, sinh cái tính sinh khởi và cái tính đoạn diệt, và tánh được quán được cái tính sinh diệt vô thường của vô ngã của nó, thì vị ấy mới sinh ra cái sự nhàm chán đối với thân năm uẩn, mới đạt đến sự ni tham, đoạn diệt, từ bỏ chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Đấy là cái pháp môn nữa trong cái sự thực hành về các cái oai nghi đi đứng nằm ngồi ở cái mức chi tiết hơn, cũng là cái con đường để đi đến niết bàn. Nếu như mà tục thập như thế mà chưa chứng được niết bàn, hay mình không phù hợp với cái pháp đấy, thì sẽ còn nhiều pháp khác. Ở đây Đức Phật lại dạy tiếp. Lại nữa này các tỳ kheo quán sát thân này từ bàn chân lên trở lên cho đến đỉnh tóc, bao bọc bởi da và chứa đầy những vật bất tịnh sai biệt ở trong thân này. Đây là tóc, lông móng, răng da, thịt gân xương, tủy thận, tim gan, nán nách, phổi ruột màng, bụng phân mật đàm, mủ máu, mồ hôi, mỡ, mỡ nước, nước mắt, nước mũi, nước miếng, nước khớp xương, nước tiểu. Này các tỳ kheo, cũng như một bao đồ, hai đầu trống đựng đầy các loại hột như hột gạo, hột lúa, đậu xanh, đậu nớn mè, gạo đã xay rồi. Một người có mắt đổ các hột ấy ra và quán sát. Đây là hột gạo, đây là hột lúa, đây là đậu xanh, đây là đậu nớn, đây là đậu mè, đây là hột lúa đã xay rồi. Cũng vậy này các tỳ kheo, một tỳ kheo quán sát thân này từ bàn chân trở nên cho đến đảnh tóc, bao bọc bởi da, chứa đầy những vật bất tịnh sai biệt trong thân này. Đây là tóc, lông móng, răng da, thịt gân xương, tủy thận, tim gan, nã nách, phổi ruột màng, bụng phân mật đàm, mủ máu, mồ hôi, mỡ, mỡ nước, nước miếng, nước khớp xương và nước tiểu. Như vậy vị ấy sống quán thân trên nội thân, sống quán thân trên ngoại thân, và sống quán tánh sanh khởi, sống quán tánh đoạn diệt, sống quán tánh sanh diệt trên thân. Vị ấy với thân đây, vị ấy an trú như vậy với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì ở đời. Thì đến cái pháp này thì Đức Phật dạy về quán 32 thể trược. Đây là cái pháp về thân hành niệm, cũng là một trong những cái pháp niệm thân rất là độc đáo, rất là đặc biệt, và nó cũng dành cho một cái người phải có trí tuệ cao mới thực hành được, phải
Ví dụ như là muốn học cái pháp thiền quán ba thể trược này, là một cái người đã đắc thiền hơi thở rồi thì rất dễ, nhưng với một cái người mà chưa đắc một cái pháp thiền gì thì rất khó. Người đắc thiền hơi thở rồi thì vị đó chỉ cần nhập vào tứ thiền cho định tĩnh, rồi vị ấy hướng cái ánh sáng, cái quang tướng của mình, vị đó hướng lên tóc, lông móng, răng da, thì dưới cái sự hỗ trợ của thiền hơi thở, vị đó thấy những cái thân phần này rất dễ. Vị chú trên thân phần nào cũng được thấy rõ ràng màu sắc, hình dáng, vị trí, giới hạn của nó, và vị đó có thể quán ngược, quán xuôi nhanh chóng, dễ dàng thành tựu tốt ráo được pháp thiền quán ba hai thể trược. Nhưng mà với một người sơ cơ chưa có đắc một cái pháp thiền khác, muốn thực hành cái pháp thiền này, vị ấy cần phải học trên khái niệm, vị ấy cần phải học cuộc tóc, lông móng, răng da, trong lại da, răng móng, lông tóc, học đi học lại, học tái, học hồi, học cho đến khi thuần thục nhu nhuyên hết ở nơi rồi, vị ấy phải đọc thầm ở trong tâm, tóc, lông móng, răng da, da, lông móng, lông tóc ở trong thâm ấy, thịt gân xương, tủy thận, thận ủy tư gân, gân thịt, cái quán đi quán lại, niệm đi niệm lại, niệm như thế, tim gan đá nách của ruột màng, màng ruột của đá nách gan tim, thì vị đó phải quán đi quán lại, quán ngược, quán xuôi, từ tóc cho đến nước tiểu, từ nước tiểu cho đến tóc, và vị ấy cũng phải mất một thời gian dài mới thuộc được trên khái niệm, mới thuộc ở khi mà đọc ra tiếng, và khi mà đọc thầm, đọc nhẩm ở trong tâm. Thì vì đấy quán như thế, vị ấy có thể đắc được định. Ví dụ như là trong một lúc mà quán cả ba hai thể trược, vị đấy sẽ đắc cận định. Mà nếu như vị đấy chú từng trên một cái thể trược một, ví dụ như là vị ấy chỉ chú trên tóc, trên cái trên lông, trên móng, răng, chú trên một thân phần thôi, trong ba hai thân phần này, thì vị ấy sẽ đứng được sơ thiền. Chú trên tóc nó sẽ vào sơ thiền, chú trên lông hay trên móng, răng, da nó cũng sẽ vào được sơ thiền với từng cái một. Còn nếu mà chú một lúc quán cả ba hai thể trược thì vị đó sẽ vào cận định. Rồi khi mà vị đó vào đến cận hành định của quán ba hai thể trược rồi, vị ấy sẽ mở rộng ra quán trên mình, rồi quán trên người khác, quán trên người thứ hai, thứ ba, bốn, năm, sáu, quán trên bao nhiêu người cũng được. Mà cái pháp quán này thì người nam quán người nữ cũng được, người nữ quán người nam cũng được. Ví dụ như là một cái người nam đang tham ái, đang yêu mến một cái người nữ, mà sau đó vị đấy mà tu cái pháp thiền này, vì đó quán cái người nữ này là tóc, lông móng, răng da, thịt gân xương, tủy thận cho đến mật đàm của máu, mồ hôi, nước mắt, nước miếng, nước cấp tương, nước tiểu ấy, thì vị đó thấy cái thân này ô uế, thân này bất tịnh, thì vị đó sinh ra nhàm chán, ni tham, diệt được tham ái, không dính mắc, có thể bỏ cái dây trói buộc đấy đi dễ dàng. Hay là một cái người nữ mà si tình một người nam mà có thể quán được 32 thể trược, thấy đó là 32 thân phần hôi thối bất tịnh, thì vị đó cũng có thể dứt bỏ được cái dây trói buộc về luyến ái. Thì cái pháp quán 32 thể trược là một cái pháp quán rất là đặc biệt, đối trị với cái tâm tham ái với một cái xác sống. Thì mới một cái người khác với một cái thân khác còn sống, và mình cũng có thể thấy được cái bản chất thật sự của cái thân nó là như vậy, chứ nó không phải là khác. Nhìn cái dáng vẻ bên ngoài thì thấy người ta đánh phấn, người ta bôi son, người ta nước hoa, người ta mặc quần áo đẹp, tưởng người ta đẹp lắm, nhưng mà thực hành cái pháp này dùng cái tâm thanh tịnh, định tĩnh, nhu nhuyễn, thuần tịnh, nhìn vào bên trong cái thân thể của người đấy thì mới thấy nó ô uế, nó bất tịnh, nó hôi thối, nó hôi tanh, nó ghê gớm, thì đó mới có thể ni tham được. Vậy đây là cái pháp ni tham rất là cao. Thì cái con đường cái pháp tứ niệm xứ là con đường đi đến niết bàn, cho nên Đức Phật chỉ có dạy những cái pháp mà ni tham rất là cao độ, diệt những cái tâm tham ái, tham dục rất là cao độ. Cho nên là cái pháp quán ba hai thể trược này cũng là một cái pháp quán diệt ba hai thể, cái tâm tham ái rất là cao. Quán vậy thì phải học cho nó thuộc trên khái niệm đó, sau đó rồi mình mới quán là cái thân này từ bàn chân đến đỉnh tóc, nó toàn thân bao bọc bởi da, nó giống như một cái túi, trong cái túi đấy nó đựng đầy là những cái hạt đậu, hạt mè, hạt gạo, hạt vừng, hạt đỗ, thì trong cái thân này cũng vậy, nó được bao bọc bởi cái túi da, nhưng bên trong đó rất là nhiều những cái thành phần, những cái bộ phận, những cái cấu uế khác nhau. Nó có thịt gân xương, tủy thận, tim gan, đá nách, phổi, ruột màng. Giống như bây giờ một cái người phanh một con mộ, con nợn ra, thì mình sẽ thấy nòng ra nòng, gan ra gan, tim ra tim, ruột ra ruột, thịt ra thịt, xương ra xương, gân ra gân, da ra da, nông ra nông, móng ra móng, răng ra răng, thì lúc đấy thấy không còn thấy cái hình tướng con nợn nữa, mà chỉ thấy đó là thịt,
nợn và mình cảm thấy nó rất là ghê gớm. Thì với một cái con người mình nhìn tổng thể mình thấy nó đẹp như thế này, nhưng mà khi phanh ra thì rất là ghê gớm. Mình dùng cái trí tuệ để mình phanh phui cái thân thể của mình ra, để mình biết được cái bản chất cái thân thể của mình nó thế nào, để mình không còn tham ái với thân mình. Mình cũng dùng cái trí tuệ mình phanh phui cái thân người khác ra, mình biết được cái bản chất thật sự của người khác, họ cũng thối tha xấu xa ô uế như thế để mà nhàm chán. Bởi vì đấy, nhờ có cái tâm định tĩnh như vậy thì vị ấy có thể quán được nội thân, quán được ngoại thân. Tức là khi mà đắc cái thiền 32 thể trược rồi, vị ấy cũng có thể phân biệt được danh sắc bên trong bên ngoài, thấy được cái tính duyên khởi của nó, thấy được cái tính hoại diệt của nó, thấy được cái vô thường của vô ngã trên cái thân năm uẩn đấy. Vị ấy đi đến nhàm chán, ni tham, đoạn diệt, từ bỏ chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Đấy là cái pháp thiền niệm thân trên thân. Thì là, cho nên là Đức Phật thường hay dạy là một cái người nào mà thực hành cho thuần thục, cho đến khi mà thực hành cái pháp thiền niệm thân này một cách sung mãn, một cách nhu nhuyễn, vị ấy sẽ có được cái tâm rất là tự tại, như là nó ni được cái tham dục này, mà không những thế, vị ấy có thể diệt trừ được cái ưa và không ưa. Tức là mình sẽ không còn cái tâm đó là ưa cái chỗ này, ghét chỗ kia. Ví dụ như là mình ở một cái chỗ nào đó nó đẹp, mình cũng sẽ không bao giờ thấy nó đẹp, bởi vì mình sẽ quán nó cái gì nó cũng là bất tịnh. Ở cái nơi nào xấu mình cũng không bao giờ thấy nó là xấu, và cái bản chất nó đẹp xấu nó chỉ là cái hình dáng bên ngoài. Vậy thì vị đó sẽ không bao giờ chấp vào cái đẹp cái xấu, tức là không bao giờ vị đó nhìn thấy cái người này là người đẹp, người này là người xấu nữa. Không bao giờ, ví dụ cái người bình thường ấy, người ta hay nhìn cái vẻ bên ngoài đó, người này ăn mặc sang trọng à chắc là người sang, người này ăn mặc không sang thì biết là chắc là cái người này là cái người thấp kém. Thì đấy là cái nhìn, cái so đo phân biệt của người đời. Còn cái người mà thực hành cái quán này, thấy người đẹp cũng là 32 thể trược ôi thối, người sống là 32 thể trược ôi thối, ai như ai, một cái thân bất tịnh ở trên đời, không có quan trọng cái hình tướng bên ngoài nữa. Thì vị đó có mặc vải thô hay là có mặc những cái vải ở nghĩa trang cũng thấy nó bình thường. Vị đó có mà mặc những cái ngọc ngà gấm vóc ở trên người, vì đó cũng thấy không có gì là đẹp. Vì đó có mặc những cái bằng vỏ cây, vì đó cũng không thấy gì là xấu. Vì đó có ở những cái ngôi nhà bằng châu báu, vì đó cũng thấy nó chẳng có gì là tự hào. Vì đó có ở cái túp lều tranh ở trong cái hang bằng đất, vì đó cũng thấy chẳng có cái gì là thấp kém. Vì đó ở thiên đường hay là ở dưới đất đen thì nó cũng như nhau. Đấy là cái người sẽ có được cái sự tự tại như thế, không quan trọng vào cái vẻ bên ngoài. Đấy là quán được cái bất tịnh. Và cái người mà quán được cái 32 thể trược này, vị đó sẽ tham nhẫn được cái sự được những cái sự đau điếng ở trên thân. Ví dụ như là tham nhẫn được nóng lạnh, tham nhẫn được đói rét, tham nhẫn được cái sự đau đớn. Ví dụ như là có những cái gì nó tác động đau đớn trên thân thể, lúc đấy vị nó quán 32 thể trược này thì nó sẽ chế ngự, nó làm cho mình mất cái cảm giác sợ sệt đối với cái đau. Ví dụ như là cái người đấy mà có phải phẫu thuật hay là có phải chích ngừa hay là có làm một cái gì đó nó đau đớn trên thân này, mà vì người đã có quán 32 thể trược vậy đó, không có cái cảm giác sợ hãi những cái đau đấy, có cái cảm giác sợ sệt vì bản thân mình lúc nào chả phanh phui, cái tâm lúc nào chả phanh phui, nó thấy 32 thể trược. Nên là bây giờ có ai mà đến mổ mình phanh mình cảm thấy bình thường có gì đâu, vì cái đấy nó nằm sẵn trong tư tưởng của cái người đã thực hành pháp thiền đấy rồi. Đấy là nó sẽ làm cho một cái người đó có cái sự tự tại, không sợ chết nữa, không sợ bị tổn thương đến thân thể, coi thân thể nó là cái gì đó rất bình thường, bản chất của nó có cái sinh diệt. Và trong cái pháp này có cái pháp Đức Phật cũng dạy là người thực hành về 32 thể trược này có thể đạt được các năng lực thần thông. Tại sao đạt được các năng lực thần thông? Bởi vì một cái người thực hành pháp quán 32 thể trược sẽ thực hành được các cái 10 cái biến xứ ca xê ná. Ví dụ như là vị đó sẽ lấy màu đen của tóc để thực hành pháp thiền, ca xê ná đen, lấy màu đỏ của máu để thực hành ca xê ná đỏ, lấy màu trắng của xương thực hành ca xê ná trắng, lấy màu vàng của nước tiểu hành ca xê ná vàng. Vì đó hành ca xê ná đất thì trên thân này nó có địa đại đất. Vì đó hành ca xê ná nước, trên thân nó có nước, hành ca xê ná nửa, trên thân nó có nửa, hành ca xê ná gió, trên thân có gió. Vậy tám thiền chứng vì đấy có thể tu tập đến tứ thiền bát định. Với tám thiền đấy, vì đó thực hành 14 pháp thuần thục trên cái pháp thiền đấy, vì đấy có thể thành tựu được các cái thắng trí, các năng lực thần thông, nhờ viên mãn được các cái pháp các cái tám thiền
nghiệm chứng đấy. Vậy thì có các cái biến xứ, các kasina nó cũng thuộc về thân hành niệm này. Nó cũng nằm ở trong cái thân hành niệm này, vì đó phát triển chi tiết hơn là vì đó sẽ phát triển đến các cái biến xứ, các kasina đấy. Thì đấy là cái, rồi vì đó có viên mãn được thiền định, vì đó sẽ viên mãn được thiền quán. Thì sau đó vì đó chỉ lấy cái sự thiền định đó làm cái nền tảng thôi, quán thân trên nội thân, ngoại thân, đó là quán nằm uẩn bên trong bên ngoài, quán tính sinh khởi là quán cái duyên sinh, quán cái tính hoại diệt là quán cái tính duyên diệt, rồi quán tính sinh diệt là thấy sự vô thường của vô ngã trên thân nằm uẩn, rồi vị đi đến chánh trí chánh niệm, sống không nương tựa, không chấp trước vào gì trên đời, không nương tựa vào cái thân nam uẩn và vạn vật trên thế gian, thì vị đấy sẽ chứng đắc được niết bàn. Đấy cũng là một cái pháp môn, là một cái con đường để đi đến niết bàn. Thì trong bài kinh niệm xứ còn rất là nhiều những cái pháp môn khác nữa, thì thời gian thì không còn, nên là hôm nay sư thì tạm giảng đến đây. Thì bài sau thời sau sư sẽ giảng tiếp. Thân hành niệm vẫn chưa hết, vẫn còn quán về thiền tứ đại, quán về các cái tử thi. Rồi mới còn niệm phần niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp nữa. Thì trong các bài sau sư giảng tiếp. Bây giờ hết giờ, bài giảng dừng ở đây và sư sẽ trả lời thêm một số câu hỏi nữa. Dạ con kính bạch sư. Vì hôm nay có rất nhiều hành giả có mặt trong hội chúng, nên chúng con mong sư hoan hỷ để cho quý hành giả có mặt ở đây đặt câu hỏi trước ạ. Đây có ai hỏi, có ai đặt câu hỏi không? Dạ, con xin đọc các câu hỏi của các hành giả gửi lên online ạ. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Quyên. Con kính thưa quý sư ạ. Dạ, con có thắc mắc này, kính mong quý sư giải đáp giúp con với ạ. Câu hỏi của con là, người khuyết tật có khiếm khuyết trên thân thể thì có khả năng chứng ngộ thánh đạo A-la-hán, thánh quả A-la-hán ngay trong kiếp sống đó không ạ? Dạ, nếu câu trả lời là có thì quý sư có thể cho con xin bài kinh về người khuyết tật có khiếm khuyết trên thân thể mà vẫn có khả năng chứng ngộ đạo quả A-la-hán ngay trong kiếp sống đó không ạ? Con chân thành cảm ơn quý sư ạ. Người khuyết tật thì nếu mà là một cái người khuyết tật mà không phải là do bẩm sinh ý, mà do một cái tai nạn nào đấy thì không vấn đề gì, vẫn tu tập được, vẫn chứng đắc đạo quả được. Còn có một số người khuyết tật mà là do bẩm sinh, mà là cái người này là do cái quả của nghiệp khiến cho khi đi cái tâm tục sinh của họ ấy tái sinh bằng cái tâm thiện quả vô nhân, tức là bị ấy tâm thiện thọ xả quả vô nhân, tức là tâm quan sát. Tâm quan sát thọ xả quả thiện vô nhân. Thì cái người đấy, vì cái tâm quan sát nó chỉ có 11 tâm hoặc là 12 tâm nếu như nó có hỷ, thì cái số lượng tâm nó rất là ít. Nó sẽ khi nó vào bào thai, nó sẽ làm cho cái bào thai đó bị thiếu mất một trong 6 căn. Ví dụ như bị đó bị mù, bị điếc, bị ngọng, bị câm, bị liệt, bị tâm thần. Thì khi sinh ra mà là một cái người dị tật bẩm sinh như vậy thì thường thường họ là những cái người vô nhân, và cái người vô nhân thì không thể tu chứng đắc thần thông đạo quả được, cho nên là Đức Phật không cho người vô nhân xuất ra, nên người đấy không được xuất ra. Còn như những cái người mà bị dị tật mà là do cái tai nạn gì đó thì vẫn tu tập chứng đắc đạo quả được. Ví dụ như là trong những cái đây là trong những cái câu chuyện của các bậc trưởng não, tức là các cái vị tỳ kheo tu tập ở trong rừng chẳng hạn, có những vị bị con cọp nó bắt ấy, nó ăn từ trên chân ăn lên đến đầu, mà trong khi nó ăn đấy vị ấy vẫn thực hành thiền quán, khi nó ăn lên đến ngực là vị nó chứng A La Hán. Thì cái này ở trong các cái sách chú giải thì vẫn có nói. Hay là có vị tỳ kheo đang tu ở trong rừng thì có nhóm cướp đến và muốn giết vị này, là do vị này khi chưa là triệu phú, nhà có hai anh em, vị ấy đi xuất gia nhường hết tài sản lại cho người em. Nhưng mà cái người vợ của người em ấy nghĩ rằng cái ông anh cha chồng này
ông đi tu không biết ông có chịu tu không, hay một lúc nào đó ông lại trở về thì mình lại phải trả tài sản cho ông ấy chi bằng thuê người giết ông đi. Thì cái đám cướp này vào nói rõ nguyên nhân như thế thì vị tỳ kheo này nói xin cho tôi sống một đêm đây thôi, nhưng mà đám cướp này không đồng ý và những ngày trốn mất. Thì vị đó dùng cái hòn đá đập vỡ chân mình để mình không biết rằng là mình không đi đâu được, để chỉ xin sống thêm một đêm. Thì và trong đêm đấy vị này tu chứng A La Hán. Thì trong cái cảm giác đau đớn như vậy, vị đấy vẫn quán được, vẫn thực hành thiền quán, do vị đó đã thực hành thiện xảo từ trước rồi. Đến cái giờ đấy nó kinh cảm hơn, quyết liệt hơn, tu tập cao độ hơn, và vị đó vẫn tu chứng được. Thì đấy là những cái người khuyết tật khi gặp những cái tai nạn ở hiện tại thì có nói, chứ còn không có nói đến cái người nào mà khuyết tật, mà khuyết tật bẩm sinh mà có chứng được A La Hán thì không có nói đến. Nhưng mà một cái người khuyết tật do một cái tai nạn rủi ro nào đấy thì không sao, thì vẫn tu tập được. Dạ, con xin đọc câu hỏi của hành giả Tuệ An ạ. Dạ, con kính bạch sư ạ, tỉnh giác là tâm sở gì ạ? Nó có chức năng gì ạ? Tỉnh giác ở đây thì cũng có nói một cái từ khác của từ chánh niệm. Chánh niệm tỉnh giác hay là tỉnh giác chánh niệm. Thì hay là nếu như mà mình nghĩ rằng tỉnh giác hay là mình nghĩ rằng tỉnh giác ở đây là trí tuệ để quán sát. Tỉnh giác thì mình cũng có thể nói là cái tâm sở đấy là tuệ quyền chẳng hạn. Vị đấy biết, tức là có cái trí tuệ mà minh sát, trong cái sự mà thực hành minh sát vị đấy biết rõ, biết rõ các cái danh sắc mà nó đang sinh diệt, các cái oai y vi đi đứng nằm ngồi, nhưng mà vị đó không có thấy bằng cái thân mà theo tục đế này, mà vị đó thấy bằng cái thân chân đế. Cái thân này là những cái sắc pháp, cái tâm là những cái danh pháp và nó đang sinh diệt liên tục. Vị đó tỉnh giác trên cái tính vô thường của vô ngã của nó, thì cái đấy cũng có thể là gọi là tuệ chi cũng được. Vì đó nếu mà vì đó tuệ gọi là tuệ chi cũng được thì nó là trí tuệ, hoặc là vị đó có thể gọi nó là chánh niệm. Chánh niệm thì vị đó ghi nhận những cái trạng thái đó. Thế thì nó là những cái một là tâm sở chánh niệm hay là trí tuệ thế. Dạ, con xin đọc câu hỏi của hành giả Thành Trung ạ. Dạ, con thưa sư, tỉnh giác và chánh niệm là một hay là hai ạ? Tỉnh giác hay là chánh niệm thì nó chỉ là cái khái niệm, là cái danh từ tùy theo mình hiểu. Ví dụ như là mình hiểu rằng tỉnh giác là cái sự nhận biết hơi thở vào, nhận biết hơi thở ra, thì lúc đấy tỉnh giác sẽ là chánh niệm. Có những khi mình chánh niệm bị ấy nhận biết hơi thở vào, chánh niệm bị ấy nhận biết hơi thở ra, thì hai cái từ đấy nó là một, nếu như mà mình hiểu theo cái nghĩa đó. Còn nếu như mình hiểu theo cái nghĩa tỉnh giác, có nghĩa là tuệ chi quán sát được nó một cách rõ ràng. Nếu như vị đó tỉnh giác là để thấy một cách rõ ràng cái đối tượng đó, thì nó lại là tuệ. Tùy theo mình hiểu theo cái nghĩa nào, thì nó sẽ là cái tâm sở đó. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Tịnh Minh. Dạ, con thưa sư, tu niệm có liên quan và hỗ trợ đến tu định như thế nào ạ? Niệm thì nó được hỗ trợ bởi tưởng. Ví dụ như là mình nhớ đến một cái gì đó một cách mạnh mẽ thì nó là niệm. Niệm nó được liên tục thì nó đạt đến nhất tâm. Vậy thì niệm nó sẽ hỗ trợ cho định. Nhưng ví dụ như là mình cứ nhận biết hơi thở vào, hơi thở ra liên tục, rồi từ cái sự nhận biết miên mật không gián đoạn đấy thì nó đắc định. Thì nó đắc định thôi. Vậy cho nên là niệm là nhân, phát sinh là định. Nếu không có niệm thì không bao giờ có định. Có định thì nhất định là phải có niệm. Có niệm thì nhất định phải có tưởng. Thì những cái đấy nó sẽ hỗ trợ cho nhau. Có tưởng thì nhất định phải có đối tượng để tưởng. Thì đó là những cái sự hỗ trợ lẫn nhau. Dạ, con xin đọc câu hỏi của hành giả Lý Tịnh. Dạ, con bạch sư, chỉ tu niệm thì có thể đắc niết bàn không ạ? Tu niệm mà mình niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp thì có đắc niết bàn nhé. Ví dụ như là vị đấy niệm thân, rồi vị đó thực hành viên mãn được cái niệm thân, rồi vị đó niệm về các cái sắc
chân đế rồi, vì đó niệm được thọ, vì đó ghi nhận được thọ nó sinh, nó khởi, rồi là các cái nhân sinh nó sự hoại diệt nó, con đường đưa đến diệt tận nó. Các cái tâm cũng thế, thì nó niệm được tâm, ghi nhận được tâm, thì tất cả những cái tâm này nó sẽ đi cùng với nhau. Ví dụ niệm nó không đi một mình bao giờ, mà chẳng qua là mình trong kinh đôi khi Đức Phật chú trọng đến tâm sở này, đôi khi chú trọng tâm sở khác. Niệm bao giờ nó cũng đi cùng với tín, rồi mới đi đến niệm, rồi là tàm, quý, vô tham, vô sân, hành xả, tịnh, thân, tịnh tâm, kinh thân, kinh tâm, nhu thân, nhu tâm, thích tâm, thích tâm, thuần thân, thuần tâm, chánh thân, chánh tâm và trí tuệ. Thì niệm nó sẽ đi kèm với những cái tâm đó, chứ không bao giờ nó đi một mình. Cho nên là nó cũng có, trong niệm nó cũng có định, trong niệm nó cũng có tuệ, để nó đi cùng với nhau. Cho nên là gọi là chánh niệm, bởi vì nó nổi trội hơn một chút, để lúc nào mình cũng ghi nhận. Nhưng mà trong lúc mình chánh niệm nó cũng có trí tuệ, quan sát. Trong lúc mình chánh niệm đấy nó cũng có nhất tâm, giữ tâm trên đối tượng. Nó đi cùng với nhau, nó chỉ nổi trội hơn các cái tâm khác một chút thôi. Cho nên có thực hành cái niệm này là rõ ràng là con đường đi đến Niết Bàn, không phải là không. Dạ, con xin đọc câu hỏi của hành giả Tâm Liên ạ. Dạ, con kính thưa sư, tầng thiền định hỗ trợ cho việc thực hành thiền minh sát và phát triển trí tuệ như thế nào ạ? Tập thiền định nhé. Dạ, tầng thiền định ạ. À, tầng thiền định hỗ trợ cho thiền minh sát đấy nhỉ? Dạ. Và phát triển trí tuệ. Nó hỗ trợ bằng cái cách nó là khi mà mình nhập vào một cái tầng thiền rồi thì cái tâm mình nó xa lìa được năm thiền cái. Thứ nhất là cái tâm nó có định tĩnh, và nó có được cái tâm định tĩnh và nó trong sáng thuần tịnh. Cái tâm ấy là cái tâm trong sáng thuần tịnh, nó có một cái uy lực của cái định nó rất là cao, cái ánh sáng trí tuệ nó sáng rực rỡ. Và chính nhờ cái ánh sáng của định đấy mình mới thấy được những cái pháp chân đế, tức là mình mới quán được những cái hạt sắc kanapa, sắc pháp, nó mới sinh khởi rõ ràng. Mình không có cái định mạnh thì mình sẽ thấy nó rất là mờ hoặc thấy nó không rõ, rồi mình sẽ thấy được những cái đặc tính của các cái tâm sở. Thì mình cũng có thể thấy được cái tính duyên sinh của nó, tính duyên diệt của nó, thấy tính vô thường của vô ngã của nó. Khi mình xuất ra khỏi thiền định thì cái năng lực của cái tâm định tĩnh đấy nó thấy những cái pháp đó rất là rõ, rất là dễ, rất là nhanh chóng. Và từ đấy mình sẽ đi chứng đắc đạo quả rất là an nhàn. Còn nếu mà người nào mà đi thực hành trực tiếp vào thiền tuệ thì cũng được, nhưng mà vì nó không có cái sự hỗ trợ của tầng thiền cho nên cái tâm nó rất là mệt. Nó rất là mệt mỏi, nó rất là căng thẳng, nó rất là khó chịu. Và cái con đường đi thuần quán đấy nó rất là gian khổ, nó rất là khó khăn, nó rất là khổ. Còn cái con đường mà đi vào thiền chỉ quán này thì nó rất là an nhàn. Nên là được ví dụ như là một cái người mà dùng con thuyền để đi qua biển, thì cái người đấy chỉ ngồi trên thuyền để cho con thuyền nó nổ máy nó đi qua thì nó nhàn. Còn một người thì tự mình bơi, tức là không có dùng thuyền bơi, dùng hai cánh tay làm cái máy chèo bơi qua biển thì sẽ vất vả hơn. Thì cái người mà thực hành thiền tuệ mà không hành qua thiền quán là vậy, là người đang dùng cánh tay mình để bơi, nỗ lực tự thân. Còn cái người mà thực hành thiền định trước tuệ sau là giống như người ngồi trên thuyền để đi qua biển, người đấy sẽ cảm thấy nó an nhàn khi mà xuất ra khỏi định rồi, mà quán nó không mệt. Còn cái người mà không có thiền định xuất ra quán nó rất là mệt, nó khác nhau vậy. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Tứ Hải. Dạ, con thưa sư, khi bị người khác hiểu nhầm ý tốt của mình thì mình nên làm gì ạ? Mình nên giải thích hay im lặng ạ? Khi bị người khác hiểu nhầm ý tốt của mình, ở đời hiểu nhầm nhau là chuyện bình thường, vẫn có những cái sự hiểu nhầm lẫn nhau. Hiểu nhầm lẫn nhau thì tốt nhất là mình hãy nên nói cho nhau rõ cái lòng tốt của mình để cho người ta khỏi hiểu nhầm. Mình phải nói ra người ta mới hiểu được chứ, mình không nói thì người ta vẫn cứ nghĩ mình là người xấu, mình bị oan uổng. Nên là ai hiểu nhầm mình thì mình hãy cố gắng mà giải thích, tìm thời cơ thích hợp mà giải thích, để bắt đầu giải tỏa cái mối hiểu nhầm đấy. Thì lúc đấy mọi người hiểu nhau rồi sẽ thấy trân trọng nhau hơn. Còn hiểu nhầm nhau là nguy hiểm lắm. Đời sự hiểu nhầm nhau là sẽ đưa đến rất là nhiều những cái sự đấu đá, sự thù hiềm nhau lắm. Cho nên là cần phải có sự
giải bày, trình bày, giải thích cho nó phù hợp. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Linh Tịch. Dạ con kính bạch sư, niệm về tâm từ thì thuộc loại niệm về gì trong tứ niệm xứ ạ? Giải tâm từ đến chúng sinh khác, giải tâm từ thì mình chú trên cái hình ảnh của một cái người khác thì nó phải có cái hình ảnh đấy. Thì giải tâm từ thì cũng mình có thể gọi là niệm thân cũng được, mà niệm pháp cũng được, một cái pháp thiền đại tâm từ, hoặc là niệm thân nhờ hướng tâm đến một cái người khác thì nó cũng có hình ảnh của cái người đó hiện ra, giống như là mình quán 32 thể trược, nó có cái hình ảnh của những cái thể trược đó nó hiện ra, mình cũng định tâm được ở trên đó. Thì đại tâm từ cũng vậy, mình quy nó về niệm thân cũng được, mà quy về niệm pháp cũng được. Dạ con xin đọc câu hỏi của hành giả Minh Đăng ạ. Dạ con kính đảnh lễ sư ạ. Dạ con thưa sư, giai đoạn đầu tu tập thì mình có nên các pháp là vô thường, khổ, vô ngã luôn không ạ? Hay là mình nên tu tập vào một đề mục nhất định để đắc các tầng thiền rồi sau đó mới quán vô thường, khổ, vô ngã ạ? Lúc mới tập mà quán vô thường, khổ, vô ngã nó chỉ là quán trên khái niệm. Cũng giống như là một cái người mà mong chứng Niết Bàn nhưng mà chưa biết Niết Bàn là gì cả. Một cái người mà quán vô thường của vô ngã thì mình chỉ thấy được vô thường của vô ngã trên các cái pháp tục đế, chứ không thấy được trên pháp chân đế, nên nó không đi đến giác ngộ. Nhưng nó có sinh khởi tâm thiện. Ví dụ như là một cái người đấy thấy lá nó vàng, nó rụng xuống, nó khô héo, mình hay quét lá hàng ngày, mình sẽ giác ngộ được vô thường. Thì đất trời nó thay đổi, bốn mùa nó thay đổi, như thế đấy là vô thường. Hay là những cái người nào mà hay thấy người chết thì mình cũng thấy tính vô thường, nhưng mà đấy đều là vô thường trên khái niệm, trên cái pháp tục đế, và những cái pháp đấy nó chỉ sinh khởi tâm thiện mà nó không sinh khởi được trí tuệ giác ngộ. Thì thỉnh thoảng mình cũng niệm một chút, thỉnh thoảng mình vẫn có thể quán hay là đọc những cái bài kệ mà Đức Phật hay nhắc nhở đến cái tính vô thường ấy. Thì để cho mình biết rằng cái mục đích của mình phải cần giác ngộ ra. Nhưng mình không được hiểu lầm, không được nghĩ rằng tôi thấy cái lá nó rụng xuống là tôi đã giác ngộ chân lý, đấy là vô lý. Hay là tôi thấy người kia già bệnh chết thì tôi giác ngộ, không phải. Thì khi nào mình thấy được các cái pháp chân đế danh sắc, hay thấy được năm uẩn đấy nó sinh diệt theo từng sát na, hay sinh diệt theo nhân duyên, vô minh diệt, hành diệt đấy, hành diệt, thức diệt, danh sắc lục nhập diệt đấy, thì nó mới giác ngộ được tứ thánh đế. Thế là hai cái sự quán nó khác nhau, một là mình quán để phát triển tâm thiện thì cũng được, nhưng mà nó không đi đến giác ngộ được. Thì thỉnh thoảng mình quán một tí để nó đối trị những cái phiền não thì vẫn được, nhưng mà quán ít thôi, chủ yếu là mình chánh niệm trên cái pháp thiền của mình cho nó thâm sâu đã. Còn sau này mình quán trên pháp chân đế mới đúng là chánh trí. Dạ thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Lục Quang. Dạ con thưa sư, ánh sáng phát sinh khi tu tập thiền là cái gì ạ? Năng lực và giá trị của nó trong việc phát triển định như thế nào ạ? Khi mà mình chú tâm trên một cái gì đó thì tâm mình nó sẽ thanh tịnh ra. Ví dụ như là chú tâm trên hơi thở thì dần dần mình phải xua đuổi những cái tâm bất thiện đi. Tham dục nó đến phải đuổi đi, sân hận, hôn trầm, tụy miên, trạng hối, hoài nghi, những cái câu uế, những cái triển cái nó đến thì mình đuổi nó đi. Thì cái tâm nó không có năm cái triển cái, nó rất là thanh tịnh. Do mình chú tâm trên một cái đề mục thiền, thì mình chú tâm trên cái gì mà nó ni được năm cái triển cái đấy, nó cũng đều trở nên thanh tịnh. Thì cái tâm của mình nó thanh tịnh, nó phát ra những cái sắc do tâm sinh. Nó rất là cao thượng. Để trong đó thì nó sẽ có màu, trong cái sắc nó có đất nước lửa gió mà, có màu, có mùi, có vị, có dính chất. Thì trong đó cái yếu tố lửa nó là mình sẽ thấy nó sáng, cái yếu tố là màu của sắc của nó, thì cái ánh sáng ấy chính là màu của cái sắc do tâm mình sinh ra. Rồi cái tâm thanh tịnh cao thượng định tĩnh của mình nó sinh ra, thì cái tâm nó càng thanh tịnh, càng định tĩnh thì nó phát ra cái quang tướng càng rực rỡ, cái ánh sáng nó càng mạnh mẽ, càng tỏa chiếu. Đấy nó cũng gọi là ánh sáng trí tuệ. Thì đấy mới là cái trí tuệ của mình, để mình thấy ra được những cái pháp mình không thấy. Ví dụ như là một cái người mà
tu tập mà chứng được túc mạng trí, vị đấy thấy được những đời kiếp quá khứ của mình, dù những nét đại cương hay chi tiết, thì vị đó thấy dưới cái ánh sáng đấy. Mỗi người phát triển thiên nhãn trí, vị đó muốn thấy một chúng sinh ở cõi địa ngục hay cõi thiên giới, thì vị đó phải hướng cái ánh sáng đấy. Thì ánh sáng là tâm mình hướng đến đâu nó sáng đấy, thì vị đó mới thấy được các cái chúng sinh ở cái cõi địa ngục, cõi thiên giới, thì vì đó mới thấy được nó có các cái cõi hóa sinh đó, mà sắc của họ rất vi tế, mắt thường mình không thấy, mà cái thiên nhãn là cái tâm thanh tịnh định tính của mình nó lại thấy được. Hay là trong cái thân này mình gọi là cái thân tứ đại, mình có thể nhìn thấy nó chỉ là cái thân thôi, nhưng mà cái ánh sáng đấy mình sẽ nhìn xuyên nó vào thân này được. Mình thấy nhìn thấy tim gan phổi một các cái thức ăn nó nằm ở trong thân, nước phân nước tiểu đều ở trong đấy, mình mới thấy được cái tên bất tịnh của thân, mình mới thấy được có cái con giun, con sán, con bọ, con giòi nó ở trong đấy, mình mới thấy là cái thân này là cái nhà xí của những con đấy, là thức ăn của nó, là cái chỗ sinh trưởng, cái chỗ chết chóc của nó ở đấy, mình mới thấy ghê gớm. Hay là mình mới thấy được những cái hạt sắc, những cái tâm, những cái nội tình tâm nó sinh khởi. Như như bình thường ấy, cái người không có định, không có cái ánh sáng đấy, không biết tâm nó sinh ở đâu. Nên là cái kiến thức phổ thông ở thế gian, người ta bảo là tâm nó ở trên não này, nó các dây thần kinh. Nhưng mà khi mà một cái người có định rồi tìm đấy, mình sẽ chẳng thấy cái tâm nào. Tâm nó phát triển ở cao cái giác quan, nhãn tịnh sắc, và trí tịnh sắc, ở mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý. Thì đấy là do mình có cái ánh sáng của cái tâm đấy, nhờ hành thiền đấy, mình mới thấy được những cái pháp đấy, đấy mới gọi là mình giác ngộ các sự thật. Còn bình thường này, người ta toàn sống với những cái ảo tưởng, em bị vô minh che nấp, do mình không thấy được các sự thật. Cần phải hành thiền thì mình thấy được các cái sự thật, để nó khác với những gì mà mình đã học hỏi trên cuộc đời, trên thế gian này. Cái pháp của Phật là đến để mình thấy, em muốn thấy thì mình phải có cái tuệ nhãn đấy mình mới thấy được. Đấy là cái trí tuệ đấy. Nên là cái ánh sáng ấy là trí tuệ. Trí tuệ đấy mình thấy có sự thật là vậy. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Trí Tịch. Dạ, con kính bạch sư, danh sắc là có thật hay tất cả chỉ là cảnh do tâm sinh ạ? Danh và sắc thì nó luôn luôn vô, nó tùy theo cái nghiệp, tùy theo tâm, tùy theo cái thời tiết mà nó sinh ra. Ví dụ như là mình sẽ nhìn thấy những cái cảnh ở bên ngoài nó là cảnh sắc ấy. Ví dụ mình nhìn thấy một ngôi nhà, giờ mình nói là cái ngôi nhà này thật hay là cho tâm nó sinh. Nhìn thấy một ngọn núi, mình sẽ nói là cái ngọn núi này nó là thật hay cho tâm sinh. Đất trời có cây hoa đá, vạn vật thì chúng sinh muôn loài đây, có hay là không có. Nhưng bây giờ nói rằng là không có thì ai đang ngồi đây? Vậy thì mình nói rằng là có những cái chúng sinh này là thật. Vậy thì 100 năm nữa họ đi đâu? Vậy thì nó có là do duyên nó sinh, nó diệt là do duyên nó diệt. Cái này có, cái kia có. Cái này sinh, cái kia sinh. Cái này diệt thì cái kia diệt. Như như là người ta có nghiệp ở quá khứ, có cái tâm, có thời tiết, có vật thực, người ta mới có cái thân âm uẩn này. Nếu khi nào người ta hết nghiệp, hết tâm, hết thời tiết, hết thức ăn rồi, người ta sẽ không còn thân này nữa. Vậy thì khi cái này có, cái kia có, khi cái này không, cái kia không. Hiểu như vậy đỡ phải vòng, đỡ phải đi tranh luận gì. Dạ thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Tịnh Minh ạ. Dạ, con kính thưa sư, một thiền sinh quán các kiếp sống quá khứ ở tầng tuệ phân tích duyên khởi của thiền quán như thế nào ạ? Nếu mà vị đó đầu tiên thì vị đó phải phân được danh và sắc rồi. Sau đó vị đó muốn hướng về kiếp sống quá khứ thì vị đó phải khởi lên một cái phiền não luôn. Khởi lên phiền não luôn tức là vị đó có thể là đi lễ Phật và cúng dường lên Đức Phật một chai nước bông hoa hay bất cứ cái gì đó. Xong là lúc đấy vị đó sẽ khởi, khi mà mình khởi lên cái ý muốn cúng dường đấy, mình hướng luôn xuống cái ý môn, mình sẽ thấy những cái tâm đại thiện dục giới nó sinh lên. Tâm đại thiện dục giới đấy thì nó có 34 tâm hoặc là 33, 32 tâm tùy theo nó có hỷ có trí hay không. Thì nó có những cái tâm thiện dục giới đấy. Xong là lúc đấy mình phải khởi lên một cái ước nguyện là mong cho con kiếp sau được sinh làm người, được chứng đắc niết bàn, ví dụ như thế nhé. Thì cái ước nguyện đấy là phiền não luôn, còn cái hành động đấy là nghiệp luôn. Phải có hai cái này, nghiệp luôn với phiền não luôn này. Thì cái phiền não luôn ấy thì nó sinh ra
cái nội tâm tham tà kiến cho mình ước mong được lại làm người. Đấy là mình ảo tưởng, mình tưởng là người là có thật, thì nó có cái nội tâm tham tà kiến của cái tâm vô minh. Rồi mình tham ái với kiếp người thì nó có cái tâm tham tà kiến của tham ái. Mình chấp thủ vào cái kiếp người, nó là chấp thủ, nó cũng là tâm tham tà kiến. Cái hành động dâng cúng Phật thì nó là nghiệp hành, và cái hành động ấy nó thành tựu, nó để lại cái nghiệp hữu. Vậy cho nên là nó có năm cái đấy được gọi là phiền não nuôn. Thì mình nương vào cái danh và cái sắc của phiền não nuôn đấy, mình đi dần 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 về cái quá khứ ngày hôm qua, quá khứ một tuần, một tháng, một năm, 10 năm, 20 năm trước. Rồi dần dần mình đi về cái thời điểm bắt đầu mình tái sinh ở trong bụng mẹ. Tức là mình sẽ thấy cái sát na đầu tiên đi đầu thai. Thì mình sẽ thấy lúc đấy nó có cái tâm tục sinh, có cái sắc tục sinh. Mình phân biệt được cái sắc tục sinh, cái tâm tục sinh đấy, rồi mình chỉ khởi lên một cái ước muốn là cái nhân duyên nào mà mình có cái danh sắc này, thì lúc đấy cái tâm đi xuyên về thời điểm cận tử của kiếp trước. Mình sẽ thấy một cái xác chết nó hiện ra ở đó. Nếu mình là xác con bò, mình sẽ thấy có con bò nó chết đang nằm đấy. Như là con người, mình sẽ thấy cái xác người chết đang nằm đấy. Hay là mình là một vị chư thiên thì mình sẽ thấy cái hình ảnh cận tử vị chư thiên ở đó. Hay là kiếp trước mình là ai, lúc đấy mình sẽ thấy cái hình ảnh đó. Sau đó mình đi vào cái xác trái tim của hình ảnh đó, mình sẽ phân biệt ra được là lúc đấy mình đang chết với cái nghiệp gì. Mình chết với cái, mình đang chết cái thời điểm cận tử đấy, cái tâm của mình nó bắt vào nghiệp gì. Nếu như là nó bắt vào một cái nghiệp mình đang lễ Phật, thì mình sẽ thấy cái hành động lễ Phật. Mình đang bắt vào cái nghiệp mà là mình đang ngồi thiền, hay là đang nghe pháp, hay đang bố thí, đang cúng dường, đang cung kính, đang phục vụ, hay đang một cái thiện nghiệp gì đó. Có nghĩa là một cái người mà sinh lại cõi người này là một cái nghiệp thiện của kiếp trước. Tức là cái thời điểm cận tử ở kiếp trước mình phải là có một cái thiện nghiệp. Có thể là ví dụ như là có những cái người, người ta hướng về kiếp trước, người ta thấy rằng họ là một con chim, nhưng mà họ nhìn thấy một cái vị sa môn, vị người tu mà người ta khởi đến cái tâm hoan hỉ chẳng hạn. Cái chết người ta người ta nghĩ đến hình ảnh của cái người tu đấy với cái tâm hoan hỉ đấy, mà người ta sinh lại làm người cũng được. Đấy là cái thiện nghiệp. Hoặc là có thể kiếp trước người ta làm một cái vị chư thiên, nên là người ta đã từng được nghe một cái vị nào đấy thuyết pháp, người ta hoan hỉ. Hoặc là người ta từng gặp thấy Đức Phật, hoặc người ta thấy tượng Phật, hoặc người ta thấy bảo tháp Đức Phật, người ta đảnh lễ những cội bồ đề, bảo tháp, hay là bức tranh Phật, tượng Phật. Thì đấy đều là những cái thiện nghiệp khiến cho người ta sinh lại cái cõi dục giới, là cái cõi người mà cõi chư thiên này. Đấy là sẽ thấy lại được những cái nghiệp ở kiếp trước như vậy. Có thể hướng về kiếp quá khứ 2, 3, 4 thì muốn hướng về bao nhiêu kiếp cũng được. Vì theo định của mình nó sâu thì mình sẽ quán được nhiều. Dạ, con thưa sư, các câu hỏi của hành giả gửi lên đã hết rồi ạ. Chúng con xin tri ân sư ạ. Mọi người có ai hỏi nữa không? Không hỏi nữa thì... Không hỏi thì mình sẽ hồi hướng. Dạ, thưa sư, cho con xin hỏi hai câu ạ. Dạ, thưa sư, là giống như trong bài kinh vừa rồi thì Đức Phật dạy các cái đề mục về quán thân á sư. Thì sư cho con hỏi là khi mà ở cấp độ thực hành á, chẳng hạn như mình hành niệm hơi thở mà mình thấy đến lúc nào mà mình cảm thấy nó khó khăn quá hay là sao thì mình mới chuyển qua cái đề mục như là 32 thể trược ạ, hoặc là cái đề mục khác ạ. Đấy là ví dụ như một cái người mà thực hành thiền hơi thở mà cảm thấy nó không phù hợp ấy, mãi mà nó không thành tựu, mình sẽ thay đổi được. Mình sẽ thay đổi, ví dụ mình quán chuyển sang quán 32 thể trược cũng được, quán tứ đại cũng được, quán sắc chết cũng được, quán bất cứ chuyển sang đề mục nào cũng được, nếu như mình cảm thấy nó không tiến bộ. Hoặc là một cái người thực hành thiền đắc thiền hơi thở rồi, mình muốn hành thêm những thiền định khác như là 32 thể trược, các pháp khác cũng được. Một là mình sẽ hành thêm cho nó có nhiều pháp thiền định, rồi mới chuyển sang thiền quán. Hoặc là mình chỉ hành một pháp thiền định rồi chuyển đi thẳng vào thiền quán. Thì cũng đều được hết. Chỉ thành mỗi thiền hơi thở thôi. Sau đó là quán về danh sắc, nhân duyên, để vô thường của vô ngã là đi đến Niết Bàn luôn. Không cần phải đi hết 40 để một thiền định cũng được. Nhưng mà cũng có người thì muốn thực hành hết tất cả các pháp thiền định trước rồi mới chuyển sang thiền quán sau thì cũng được. Tức là trong cái pháp Đức Phật dạy rất là đa dạng phong phú mà uyển chuyển, chứ không cố định ép buộc mình phải theo một cái canh này. Mình có thể thay đổi tùy theo ý thích của mình. Tập cái đề mục này một thời gian không phù hợp thì lại thay đổi đề mục khác đều được hết. Thì lúc nào thiền định cũng chỉ làm nền tảng để phát triển thiền tuệ. Mình chọn một cái đề mục thiền định nào được làm nền tảng để phát triển thánh niệm này, thân thọ tâm pháp này, chọn gì cũng được.
để phát triển chánh niệm để đi đến Niết Bàn. Nên là vậy nên là mới gọi là Đức Phật dạy cái 80.000, 84.000 tháp môn đi đến Niết Bàn, không phải ít, không phải khác nhau một chút, nhưng mà nội dung thì đều có sự giống giống nhau cả. Cuối cùng là vẫn phải tuệ tri được danh sắc, tuệ tri ra được cái tính sinh khởi, tính đoạn diệt, tính sinh diệt, tức là tuệ tri ra được danh sắc, tính nhân duyên, sinh diệt vô thường của vô ngã của nó, thì mới đi đến Niết Bàn, đi đến chánh trí được. Dạ, dạ, thưa sư, cho con hỏi câu thứ hai là khi mà mình quán 32 tỷ trượt á sư, thì có cái trường hợp nào á mà có những cái hành giả mà họ lại thích hợp mà quán một cái một trong những cái thể trượt đó nó dễ dàng hơn những cái thể trượt khác không, hay là khi mà hành thì mình sẽ phải hết 32 cái luôn ạ? Khó, nhất là hành 32 thể trượt này, một người đấy cũng sẽ hiểu được cái ba la mật của mình phù hợp với cái gì. Ví dụ như là có những người hành những cái gì mà nó cái trắng thì nó rất là rõ, nhưng cái đen thì nó rất là không rõ. Và có những người thì cái gì nó màu đen thì rất là rõ, màu trắng thì không rõ. Có những người thấy cái màu đỏ rất là dễ, màu vàng không dễ. Có những người màu vàng dễ, màu đỏ không dễ. Tức là có những người thì thấy cái gì nó cũng dễ. Vậy thì cái này nó cũng là ba la mật của mỗi người. Ví dụ người nào mà có những cái đã từng hành casino trắng nhiều ấy, thì bây giờ quán đến những bộ xương rất là dễ, và quán những cái gì nó có màu trắng rất là dễ. Có những người đã thực hành ca si ná đỏ thì bây giờ cứ quán cái gì màu đỏ máu chứ thì rất dễ. Có những người ta đã từng hành cả 10 ca si ná rồi thì quán gì nó cũng dễ. Có những người chưa hành cái nào thì quán gì nó cũng khó. Thế là tất cả mỗi người. Dạ, dạ, dạ. Con kính ơn sư.